Huyền Vi cũng quát một tiếng, đến trước mặt cười hỏi: "Xin hỏi các hạ là giả vô quần giả tiên sinh của Tống Quốc?" Đúng lúc này, người bên sứ đoàn Tống Quốc cũng chạy tới, trước đó giả vô quần nói chỉ tùy tiện nhìn xem, không cho theo. Lúc trước cách xa, không biết phát sinh cái gì, nhìn thấy Huyền Vi lộ diện, lập tức chạy tới giới thiệu. Được biết là nữ hoàng Tống Quốc, giả vô quần chắp tay hành lễ, nhưng y nguyên không kêu tiếng nào. Sứ thần Tống Quốc lập tức giải thích, nữ hoàng bệ hạ thứ lỗi thân thể giả tiên sinh có bệnh, không tiện nói. Huyền Vi cười nói, ta hiểu, nơi đây không phải nơi nói chuyện, mời giả tiên sinh rời bước vào vương trướng. Giả vô quần lắc lắc đầu, người bên vệ quốc nhất thời lúng túng, không tiện giao lưu a. À. Kim lệnh tán lập tức tiến đến bên người sứ thần Tống Quốc, thấp giọng dò hỏi. Giả tiên sinh bình thường làm sao giao lưu với người, ai biết giả vô quần chỉ chỉ ngụy đa, sau đó thu tay lại, ngón tay rơi ở sau lưng Nguyên Tổng viết, Nguyên Tổng lập tức nhìn chằm chằm ngụy đa nói. Bên người ta đang cần một chân chạy làm việc vặt, cùng ngươi hữu duyên, sau này liền theo ta đi. Mọi người xứng sờ, đều nhìn ra rồi, vị này nói chuyện là nói thay giả vô quần. Cảm tình có thể nói chuyện a, nhưng không trả lời Huyền Vi, đây rõ ràng là không để Huyền Vi ở trong mắt. Chương 1797, tấn kinh, giả vô quần đến rồi. Một, người khác không nói, nhưng trên mặt Tây Môn Tình không hiện lên ý lạnh. Đường Nghi sững sờ, Mở cái chuyện cười gì, để tử thượng thanh tông làm việc phạt cho ngươi. Mọi người trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Giả vô quần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyên Tòng, Nguyên Tòng lập tức tiến lên trước nói: "Đi theo ta đi, đi tới trước mặt Ngụy Đa, đưa tay muốn bắt người." Bên cạnh đột nhiên chặn ngang một tay, chặn Nguyên Tòng lại chính là Tây Môn Tình Không. Trước tiên là giận đối phương vô lễ, huống chi hắn và Ngụy Đa có giao tình, lúc trước ở Thiên Đô bí cảnh hai người sớm chiều ở chung gần như một năm. Ngụy Đa nói lắp là hắn dậy bình thường trở lại. Đối phương chỉ rõ muốn Ngụy Đa, rõ ràng là bởi vì Ngụy Đa nói lỡ mắng hắn người câm, nếu như đi theo, có thể yên lành sao? Bây giờ đối phương còn muốn ở trước mặt Huyền Vi mang người đi, quả thực là không để bên này ở trong mắt, Tây Môn Tình không sao có thể ngồi xem. Cánh tay hai người phân cao thấp tại chỗ, Nguyên Tòng quét mắt, cùng Tây Môn Tình không đối lập. Lại có người cường hành ngăn cản, mắt giả vô quần sáng lên, hắn được Nưu Hữu đạo căn dặn, không tất yếu không thể dễ dàng bại lộ thực lực của Nguyên Tòng. Vốn tưởng rằng tối đa có người nói ngăn cản, không nghĩ gặp phải người cường hành ngăn cản, ra chút ngoài ý muốn, nhưng Nhiêu Hữu Đạo có thể mời hắn xuất sơn không phải không có nguyên nhân, chỉ là sự tình nhỏ, hắn tự có biện pháp ứng đối, nhấc tay vỗ nhẹ. Cánh tay Nguyên Tòng run lên, đánh văng cánh tay Tây Môn Tình không ra, lùi về sau. Trong mắt Tây Môn Tình không lóe lên thần sắc kinh nghi bất định, cấp tốc lui về bên người Huyền Vi, nói rõ là cảnh giới hộ vệ. Trưởng môn tam đại phái tự nhiên là nhận ra được, trong xương của Tây môn tình không rất ngạo khí, có thể để vị này không lên tiếng, như gặp đại địch. Tu sĩ ở đây lập tức ý thức được, pháp sư bên người giả vô quần không đơn giản. Nguyên Tòng lui về, ngón tay của giả vô quần lại rơi ở phía sau lưng, Nguyên Tòng nhìn Tống Sứ nói. Người này, ta muốn định rồi, người phụ trách hiệp thương với vệ quốc, nếu người không đến, người đừng về Tống Quốc nữa. Giả vô quần xoay người, nhẹ như mây gió rời đi, Nguyên Tổng cũng xoay người rời đi. Vâng, vẻ mặt Tống Sứ lúng túng chắp tay lĩnh mệnh, hắn còn thật không dám đắc tội vị ẩn tướng này, hắn có thể làm Tống Sứ không có tử bình hưu đồng ý là không thể, cũng chính là nói tử bình hưu nắm giữ tiền đồ của hắn ở Tống Quốc. Huyền Vi nhìn theo, trong lòng phẫn nộ, tình thế không bằng người, ngay cả một người câm cũng không để nàng ở trong mắt. Nhưng lại có thể thế nào, vì không ngồi xem Tấn Quốc lớn mạnh, trước mắt Tống Quốc còn ra tay trợ giúp về quốc. Huyền Vi không thể không nuốt giận vào bụng, phẫn nộ xoay người rời đi. Trưởng môn tam đại phái cũng có chút giận, cử chỉ của đối phương cũng nói rõ không để bọn hắn ở trong mắt, nhưng vẫn là câu nói kia, tình thế không bằng người, thời điểm này không thích hợp đắc tội Tống Quốc. Kim Đại Nhân, Tống Sứ cười mỉm tiến đến trước mặt Kim Lệnh Tán, một bộ có việc cầu người. Sắc mặt của Kim Lệnh Tán cực kỳ khó coi, Huyền Vi trở lại trong lều thu hồi biểu cảm phẫn nộ, xoay người nhìn Tây Môn Tình không nói. Người không sao chứ, ở chung nhiều năm, Tây Môn Tình không là dạng người gì, nàng hiểu rất rõ trước kia giao thủ nàng cũng nhìn ra không đúng tây môn tình không trầm giọng nói không sao bất quá người đi theo giả vô quần kia rất không tầm thường tu vi của ta lại khó lay động hắn nửa phần người này rất nguy hiểm thật muốn giao thủ thắng bại khó liệu huyền vi hỏi là người nào tây môn tình không không biết ngắn ngủi phân cao thấp một phen không chính thức giao thủ không dò ra thực lực sâu cạn năng lực thực chiến làm sao không biết nhưng tu vi khẳng định cao hơn ta có thực lực này hẳn không phải hạng người vô danh, đối phương dịch dung, không lấy bộ mặt thật gặp người. Dịch dung, Huyền Vi chậm rãi gật đầu, kia hẳn là không muốn bị người nhận ra, đích xác có khả năng không phải hạng người vô danh. Đúng lúc này, Đường Nghi đi vào, trong thần sắc lộ ra sầu lo. Tây Môn Tình không vào Huyền Vi quay đầu lại nhìn, biết nàng lo lắng cái gì, cũng biết tại sao nàng đến. Giả vô quần cường thế yêu cầu Ngụy Đa, về quốc lại không tiện đắc tội, tuy biết thân phận Ngụy Đa thủ tịch đệ tử của trưởng môn đời trước, cũng là sư huynh của trưởng môn Thượng Thanh Tông đương nhiệm Đường Nhi, không nói có phải giả vô quần muốn báo thù Ngụy Đa hay không, chỉ dựa vào để Ngụy Đa đi làm chân chạy cho đối phương, mặt mũi của Thượng Thanh Tông liền rất khó chịu. Trên mặt Huyền Vi cũng hiện ra thần sắc khó xử, tình huống sứ thần Tống Quốc và Kim Lệnh Tán đàm phán, cuối cùng cũng phản hồi đến bên Huyền Vi, có chút sự tình Kim Lệnh Tán không thể làm chủ. Vì sao yêu cầu Ngụy Đa, sứ thần Tống Quốc cũng rõ ràng, Ngụy Đa kia lại dám mắng giả vô quần là người câm. Mà giả vô quần cũng ở trước mặt mọi người nói, sứ thần Tống Quốc không thể không đi làm, không tiếc uy hiếp Kim Lệnh tán, không cho người, Tống Quốc sẽ không giúp về quốc nữa. Đối mặt loại tình huống này, tính mạng của về quốc như ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Vi có thể làm sao? Để Đường nhi suy tính một chút, biết được loại tình huống này, tam đại phái của về quốc càng không khách khí, trực tiếp tìm tới Thượng Thanh Tông, nói là người của các ngươi vô lễ trước, còn mắng người ta câm nên cho người ta một câu trả lời. Tam đại phái hoàn toàn không để ý giả vô quần đi dạo ở trong quân trước, ngụy đa chỉ là tận chức ngăn cản. Sau khi Thượng Thanh Tông biết rõ tình huống, nội bộ tự nhiên rất bi phẫn, thật có chút thời điểm chính là như vậy, nắm đấm ai lớn người đó liền có đạo lý, Thượng Thanh Tông ở trong này có thể chọc được ai. Tam đại phái của về quốc không đắc tội được, bên Tống quốc cũng không đắc tội được. Coi như ngụy đa vô lễ, kia cũng là ngụy đa tận chức, nếu giao ngụy đa ra, sau này thượng thanh tông ta còn mặt mũi nào gặp người quyết không thể giao đối mặt áp lực mấy cao tầng của thượng thanh tông tụ tập lại thương nghị trưởng lão đường tố tố ngữ khí kịch liệt kỳ thực nàng cũng không thích ngụy đa không thích ngụy đa thay đổi thái độ với chức trưởng môn của thượng thanh tông thế nhưng nhất mã quy nhất mã tính tình của nàng có chút cương liệt trưởng lão la nguyên công trầm ngâm nói đường trưởng lão chúng ta tự nhiên là không muốn giao nhưng hiện tại vấn đề là tam đại phái hùng hổ dọa người chúng ta đối mặt vấn đề này phải nghĩ biện pháp hóa giải. Đường Tố Tố nói, ngay cả một người không lưới cũng có thể bước bên này thành như vậy, theo ta thấy, về quốc cũng là bùn nhão không dính lên tường được, lưu lại chịu nhục không bằng sớm đi. La Nguyên Công, ngươi nói thật nhẹ nhàng, Tam đại phái có thể dễ dàng thả chúng ta đi sao? Đường Tố Tố chỉ về phía Đường Nghi, xuyên dính kia không phải cho trưởng môn một lệnh bài băng tuyết các sao? Chỉ cần trưởng môn lộ ra lệnh bài của băng tuyết các, ta xem ai dám làm khó dễ. Lời ấy không thích hợp trưởng lão tô phá đột nhiên xua tay xuyên dĩnh cho trưởng môn lệnh bài chỉ là dùng để cứu nguy thái độ của xuyên dĩnh cũng rất rõ ràng ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện cuốn vào loại phân tranh này nếu trưởng môn vì sự tình nhỏ này cầm lệnh bài ra chẳng phải để xuyên dĩnh lung túng nếu như thượng thanh tông ta không nhịn được vì thời lấy lệnh bài kia ra dùng bừa chỉ sợ không bao lâu sẽ bị băng tuyết các thu hồi nếu về quốc thật chiến bại thượng thanh tông ta muốn thoát thân tao ngộ ngăn cản trong lúc nguy cấp lấy ra dọa lui người có lòng xấu xa còn được vì loại sự tình này dùng bừa không thích hợp. Đường tố tố, vậy ý của ngươi là giao người. Tô phá nói, ta ngược lại có một ý tưởng, chỉ là không biết nên nói hay không. La Nguyên công à lên một tiếng, nói nghe một chút, tô phá hạ thấp thanh âm, nhìn tình huống trước mắt, sợ là vệ quốc không gánh nổi rồi. Hai trưởng lão la, đường nhìn nhau, có chút không rõ vì sao. chương 1798, Tấn Kinh, giả vô quần đến rồi. Hai, đường nghi nói, nơi này không có người ngoài tô trưởng lão có cao kiến gì không ngại nói rõ tô phá tấn quốc vốn am hiểu chế tạo vũ khí sân phong biêu hãn thiện chiến bây giờ đã công phá kho lúa thu được đại lượng lương thảo có thể nói như hổ thêm cánh hiện nay lại cổ động cả nước tấn quốc trên dưới tham chiến nhóm lớn nhân mã cuồn cuộn không ngừng đi tới chiến trường đừng nói về quốc chỉ sợ tề quốc cũng rơi vào hiểm cảnh về quốc bại tề quốc cũng rơi vào chiến loạn đến lúc đó thượng thanh tông ta nên đi con đường nào giả vô quần là người phương nào chúng ta không rõ lắm nhưng nhìn thái độ của đám người huyền vi liền có thể nhìn ra còn có thái độ cung kính của tống sứ lực ảnh hưởng của vị ẩn tướng này ở tống quốc khả năng không phải chuyện nhỏ theo ta thấy để ngụy đa đi theo giả vô quần cống hiến cũng không phải chuyện xấu nếu như chịu nhục có thể đổi lấy giả vô quần giúp đỡ một khi nơi đây không thể đặt chân có lẽ tống quốc còn có thể cho thượng thanh tông ta một chỗ dung thân lời này vừa ra mọi người đều rơi vào trầm mặc một hồi lâu sau, Đường Nhi trần chờ nói, thái độ giả vô quần yêu cầu ngụy đa sư huynh rất hiển nhiên, bởi vì sư huynh vô lễ, sợ là sẽ ngược đãi sư huynh. Tô phá, như thế nào gọi là chịu nhục, ngược đãi cũng phải nhịn, chỉ cần hắn có thể thành sự, vì Thượng Thanh Tông ta lập xuống đại công, tương lai Thượng Thanh Tông ta tất không bạc đãi hắn, tương lai vị trí trưởng lão Thượng Thanh Tông tất có một ghế của hắn. Về sau Thượng Thanh Tông tìm được đường lui, nên biết trưởng môn dụng tâm lương khổ, sẽ không cảm thấy cử chỉ bất đắc dĩ nhất thời có gì mất mặt chỉ sẽ tán dương trưởng môn anh minh mọi người lại trầm mặc la nguyên công nói ý nghĩ này của sư đệ rất khả thi nhưng sự tình chịu tội này làm sao mở miệng với ngụy đa tô phá sự tình này ta đi tìm hắn nói ngụy đa chính là người trung nghĩa tất sẽ không quan tâm cá nhân được mất chắc chắn sẽ đáp ứng đường tố tố nhìn trái nhìn phải quan hệ đến tông môn sống còn nàng cũng không thể nhiều lời cái gì cuối cùng cao tầng thượng thanh tông ngầm đồng ý ý kiến của tô phá tô phá ra mặt gọi ngụy đa rời đại doanh đi tới chỗ không người dừng lại dừng lại xoay người đối mặt tô phá cũng không phí lời ngụy đa tông môn đã đáp ứng ngụy đa không rõ trưởng lão vì sao không để đám người trưởng môn biết sự tình này tô phá ta cũng không hiểu nhưng triệu sư thúc của ngươi làm như vậy tất có nguyên nhân thứ hai triệu sư thúc và tông môn quan hệ ngươi cũng biết chính là phản đồ bị trục xuất sư môn nếu bộc lộ ra chân tướng, rất nhiều sự tình sẽ phức tạp lên, trước không nói một nhà của đường trưởng lão bởi vì triệu sư thúc ngươi chết thảm, triệu sư thúc ngươi liên lụy tới ma giáo, trong này thì thị phi phi nghĩ cũng có thể nghĩ được, sẽ rất khó xử. Chỉ vì triệu sư thúc điểm chúng ngươi, cho nên có chút sự tình không thể không nói cho ngươi, cho nên ngươi cũng có thể minh bạch, tuy triệu sư thúc ngươi bị trục xuất sư môn, nhưng vẫn quan tâm thượng thanh tông. Lần trước Thượng Thanh Tông bị ép vứt bỏ tổ đình rời đi, suýt chút nữa diệt môn, cũng là triệu sư thúc ngươi ra mặt cứu giúp. Lần này, Thượng Thanh Tông lại đối mặt nguy cơ, lại là triệu sư thúc ngươi dắt giả vô quần tới, một khi thế cục không thể cứu vãn, đường lui của Thượng Thanh Tông có khả năng sẽ ở bên Tống Quốc. Ta cũng không biết triệu sư thúc ngươi muốn ngươi theo giả vô quần làm gì, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi nguy cơ và phong hiểm, nhưng ngươi nên biết, người phải có đảm đương, dù khả năng sẽ tao ngộ gian nan hiểm trở, nhưng người có đảm đương mới có cơ hội triệu sư thúc ngươi không điểm người khác lại điểm chúng ngươi này chính là xem trong ngươi là cho ngươi cơ hội một khi thành sự ngươi sẽ vì tông môn tồn vong lập xuống đại công từ trình độ nào đó mà nói ta cảm thấy triệu sư thúc là muốn dìu dắt ngươi có lẽ là xem mặt mũi của sư phó ngươi ngụy đa chán nản nói lập công hay không không đáng kể chỉ cần có thể bảo vệ thượng thanh tông để từ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn chết không từ tô phá xua tay ngươi để ý hay không không quan trọng triệu sư thúc người an bài như vậy khẳng định có nguyên nhân, cho dù là vì thượng thanh tông, người cũng phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ hắn bàn giao. Ngụy đa dùng sức gật đầu, đệ tử minh bạch, trưởng lão yên tâm, làm chân chạy không tính cái gì. Tốt, tô phá khá là vui mừng nhấc tay, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn thật không biết triệu hùng ca an bài như vậy là có ý gì, triệu hùng ca liên hệ bên này chỉ nói vì thượng thanh tông ngư một đường lui. Trên thực tế Triệu Hùng ca cũng không biết tại sao bên Mao Lư Sơn Trang lại lôi ra giả vô quần, triệu hùng ca còn không biết nghiêu hữu đạo sống sót liên hệ với nghiêu hữu đạo đều là trải qua viên cương sau khi tin tức nghiêu hữu đạo chết truyền ra hắn cũng không biết viên cương y nguyên đại biểu nghiêu hữu đạo hành sự nhưng mao lư sơn trang kéo giả vô quần ra muốn mưu cho thượng thanh tông một đường lui triệu hùng ca có thể nói là kinh nghỉ lại ngoài ý muốn đã như thế có thể nói giải quyết nỗi lo về sau của hắn hắn thật không nghĩ tới người mao lư sơn trang ở sau khi nghiêu hữu đạo chết rồi còn có thể suy nghĩ cho thượng thanh tông còn dùng ai hắn không để ý sở dĩ dùng ngụy đa có lẽ là bởi vì ngụy đa tiếp xúc qua mao lư sơn trang không biết này đều là nghiêu hữu đạo thụ ý viên cương để đệ tử thượng thanh tông làm người hầu cho giả vô quần chính là vì để sau đó thượng thanh tông thuận lý thành trương rút lui đến tống quốc muốn trong bóng tối giải quyết nguy cơ mà sau này thượng thanh tông phải đối mặt cho thượng thanh tông một đường lui thích đáng bất kể là triệu hùng ca hay nghiêu hữu đạo hai kẻ bị thượng thanh tông ruồng bỏ ở bề ngoài đều không muốn lui tới với thượng thanh tông nhưng khi Thượng Thanh Tông gặp gỡ phiền phức chân chính, trên thực tế hai người chưa bao giờ buông tha Thượng Thanh Tông. Còn sử dụng ngụy đa, như hữu đạo đích xác là muốn cho ngụy đa một cơ hội. Không phải Triệu Hùng ca muốn đỡ ngụy đa, mà là như hữu đạo muốn đỡ ngụy đa. Như hữu đạo bình thường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nghĩ cái gì ai biết. Ngụy đa đáp ứng, Thượng Thanh Tông cũng nhả ra, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Ngụy đa đi rồi, cõng lấy một cái túi yên lặng theo sau lưng giả vô quần, đám người đường nhi tiến đưa đều rất thương cảm. Một con phi cầm cỡ lớn xẹt qua mặt đất, chở ba người bay lên không. muội tử, huyền vi đi tới bên người đường nhi an ủi, kinh thành tấn quốc, giả vô quần đến rồi, phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở cách nội thành mười dặm. Sứ thần mạch đức mãn của tống quốc chú ở kinh thành tấn quốc đợi đã lâu, trước đó hắn đã nhận được thư của sứ thần chú ở về quốc, thông báo thời gian giả vô quần đến, cho nên trước thời hạn dẫn người đến đây chờ đón. Theo lý thuyết giả vô quần không phải quan viên, cũng không có phẩm cấp, không cần như vậy, nhưng nguyên nhân cung kính khách khí mọi người đều biết. Sau một phen chào hỏi, ba người giả vô quần leo lên xe ngựa, phi cầm cỡ lớn thì giao cho người đại sứ quán an bài. Không có trực tiếp cưỡi phi cầm cỡ lớn vào thành cũng là bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường là không cho phép phi cầm cỡ lớn tự ý bay vào kinh thành một quốc gia, đặc biệt là thời chiến, tự tiện xông vào dễ dàng xảy ra hiểu lầm, cần thông báo và đạt được cho phép mới được. Thân phận sứ đoàn Tống Quốc vào thành rất thuận tiện, sau khi vào thành, giả vô quần đẩy rèm xe, trên đường phồn hoa, mặt không hề cảm xúc. Hắn suy tư nhiều lần, cuối cùng cũng đến, không có lặng lẽ đến đây, đồng thời còn vào ở sứ quán của Tống Quốc. Nam Châu bàn giao sự tình cho hắn đi làm, cũng không yêu cầu phải làm như thế nào, tất cả do hắn quyết định. Chương 1799, lần này có trò hay xem rồi. Đầu tiên là muốn mượn thân phận bối cảnh của mình hành sự thuận tiện thứ hai là không quá yên tâm hai người được Nam Châu an bài, chỉ hai người nói có thể bảo hộ hắn an toàn, hắn có thể yên tâm mới lạ, vẫn là mượn lực lượng của Tống Quốc ổn thỏa hơn chút. Hắn không muốn vì sự tình này mà ném đi mạng của mình. Đoàn xe đến sứ quán, mọi người xuống xe, tiến vào trong, chỗ ở đã sớm chuẩn bị tốt. Sau khi vào, giả vô quần không vội nghỉ ngơi, mà cùng Tống Sứ Mạch Đức Mãn nói chuyện một lúc, trước tiên hỏi tình huống đại thể của kinh thành Tấn Quốc bây giờ, đề tài tự nhiên kéo dài tới chiến sự đối mặt vị này mạch đức mãn tận lực trả lời có thể nói biết gì nói nấy sứ thần các quốc gia trên căn bản đều là do tử bình hưu đề bạt hắn cũng vậy nói đến chiến sự đề tài của giả vô quần lại lần nữa kéo dài viết lên lưng nguyên tòng nguyên tòng nói thay tấn hoàng bỏ thất công chúa lấy tây bình quan bây giờ trần trường công chết tình cảnh của thất công chúa thế nào nói đến thất công chúa này mạch đức mãn lắc đầu thổn thức nàng trở về đã trở về rất nhiều ngày sau khi tấn quốc mở ra thông đạo tiếp tế Tây Bình Quan, có nắm chắc ổn thủ, doãn trừ mới để thất công chúa về. Sau khi trở về, nàng luôn ở trong cung, ít giao du với bên ngoài, không còn ngây thơ như ngày xưa, nghe nói rất ít khi gặp người, hạ quan đi vào bái kiến qua, cũng không nhìn thấy người. Ai, một nữ nhi gặp gỡ loại sự tình này, tâm tình ai cũng có thể lý giải. Giả vô quần, xem qua tình báo của mạch đại nhân, nghe đồn người khởi xướng sự tình này là thiệu bình ba. Mạch Đức Mãn gật đầu nghe đồn sẽ không sai loại sự tình này thế nào cũng phải có người chịu oan ức thái thúc hùng là hoàng đế nào có thể lãng phí nữ nhi của mình người khác cũng sẽ không cóng nổi cho thiệu bình ba bị người chọc ra rất bình thường giả vô quần thăm dò ta muốn gặp gỡ vị thiệu đại nhân này không biết mạch đại nhân có biện pháp an bài không mạch đức mãn cười khổ không giấu tiên sinh hạ quan ở kinh thành tấn quốc một trong các chức trách là tìm hiểu tất cả tin tức hiểu rõ nhân viên khắp mọi mặt đối với thiệu bình ba này trước đó hạ quan cũng muốn gặp, nhưng hắn bị trông giữ cực nghiêm, không biết tiên sinh có nghe nói ân oán của vị kia và trưởng lão tử kim động như hữu đạo không. Bên tấn quốc lo lắng hắn bị ám sát, phái thật nhiều cao thủ bảo hộ, nghiêm phòng tử thủ, ngoại nhân căn bản không cách nào tiếp xúc được. Sau khi chiến sự mở ra, nơi ở của hắn ngược lại là thả lỏng đề phòng, bất quá người đã không còn, hạ quan từng tìm hiểu, căn bản không biết hướng đi, hành tung rất quái dị, ngay cả nhân viên quan trọng trong chiều tựa hồ cũng không biết tiên sinh muốn gặp hắn hạ quan thực là chịu bó tay giả vô quần suy tư dường như minh bạch lý do nam châu bàn giao hắn bức hôn e là không phải mục đích cuối cùng mà là muốn ép người ra ngoài điểm này cùng một chút dự định trong lòng hắn không mưu mà hợp suy tư một lúc lại viết ở trên lưng nguyên tòng ta muốn gặp thất công chúa làm phiền mạch đại nhân an bài mạch đức mãn hồ nghi dường như tiên sinh cảm thấy rất hứng thú với vị thất công chúa kia giả vô quần lạnh lùng theo dõi hắn Mạch Đức mãn cảnh giác, lúng túng sửa lời. Tiên sinh, ý tứ của hạ quan là, thất công chúa ẩn sâu trong cung, hạ quan cũng không cách nào nhìn thấy, thực sự là khó có thể an bài. Giả vô quần lại viết, sự tình nhỏ như vậy cũng làm không xong, xem ra thừa tướng để Mạch Đại Nhân đi sứ tấn quốc cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Lời này vừa ra, Mạch Đức mãn nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng nói. Tiên sinh, hạ quan nói khó có thể an bài cũng không phải không cách nào an bài, chỉ là sự tình này không vội vàng được, cho hạ quan một chút thời gian nghĩ biện pháp. Giả vô quần, hỏa thần miếu, hỏa thần miếu, mạch đức mãn ngẩn ra, hắn đương nhiên biết tấn quốc bởi vì khí vân tông, đều tôn trọng tế bái hỏa thần, nhưng không rõ lời này của đối phương là có ý gì, chắp tay nói. Xin tiên sinh chỉ rõ, giả vô quần, mạch đại nhân đại biểu tống quốc tọa trấn kinh thành tấn quốc, trong hoàng cung tấn quốc sẽ không ngay cả người tìm hiểu tin tức cũng không có chứ. Mạch đức mãn, có có, tuy hạ quan vô năng, cơ mật trong hoàng cung tấn quốc có lẽ khó có thể thăm dò nhưng thu mua an bài mấy cung nữ thái giám tìm hiểu động tĩnh vẫn phải có giả vô quần thất công chúa trước tiên là ủy thân cho trần trường công sau đó trần trường công bỏ mình thất công chúa chưa kết hôn đã thất thân bị người nói quả phụ khắc chết trần trường công tương lai bi thảm có thể nói vận rủi liên tục để người thả ra phong thanh nói chỉ cần đi tới hỏa thần miếu lớn nhất trong kinh thành tâm tế bái có thể thiêu hủy vận rủi tiền đồ quang minh thả ra phong thanh có thể dụ nàng đến. Mạch Đức mãn ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ, mặc kệ tế bái có hữu dụng hay không, gặp gỡ loại sự tình này, mặc kệ thật giả, vì cầu tâm an, một khi nghe phong thanh, cũng sẽ có người kéo thất công chúa đến thử, lập tức chắp tay nói. Tiên sinh quả nhiên cao minh, giả vô quần, nếu như có khả năng, ở trước khi hắc thủy đài chưa đề phòng, có thể trước đó mua người có thể nói chuyện ở hỏa thần miếu. Mạch Đức mãn gật đầu, minh bạch, tiên sinh yên tâm, nếu như không có phân phó, hạ quan liền đi an bài. Giả vô quần gật đầu, mạch đức mãn tinh thần hưng phấn rời đi, có thể làm việc cho giả vô quần, hắn đích xác là lên tinh thần, chỉ cần có thể để vị này cao hứng, một khi ở trước mặt thừa tướng nói tốt vài câu, rất có khả năng sẽ triệu hồi tống kinh đoàn tụ người nhà, hơn nữa tiền đồ sáng lạn. Nhưng mới đi ra không bao lâu, hắn lại trở về, bẩm báo. Tiên sinh, đại hành lệnh của tấn quốc quét văn thượng nghe tin tiên sinh đến, phái người đến đây thông cáo, muốn bái phỏng tiên sinh, tiên sinh gặp hay không, hay trước tiên nghỉ ngơi ngày khác lại gặp đại hành lệnh là chức quan không thấp ở tấn quốc chỉ dưới tam công một trong cửu khanh chuyên môn phụ trách vấn đề ngoại giao cho tấn quốc có thể tới gặp giả vô quần tự nhiên là nghe nói qua ẩn tướng cái gọi là thói quen thành tự nhiên nguyên tòng chủ động đi tới trước giả vô quần quay lưng cảm nhận được ngón tay viết chữ nói tới thật đúng lúc tạm không gặp nói thân thể ta có bệnh ngày khác tự mình đăng môn bái phóng được hạ quan liền đi đáp lời mạch đức mãn lại chắp tay bái biệt vừa ra đến trước cửa lại liếc mắt nhìn ngụy đa không rõ người nói thay giả vô quần là ai bất quá ngụy đa hắn ngược lại nghe người ở vệ quốc truyền lời bởi vì mắng giả vô quần người câm bị giả vô quần yêu cầu đến làm tôi tớ ngụy đa đàng hoàng ở bên ngoài vừa nãy nói chuyện hắn cũng nghe được không biết giả vô quần làm cái quỷ gì chỉ biết vừa đến kinh thành tấn quốc liền chơi âm mưu quỷ ghế không giống người tốt a à. nam châu xung quanh vương phủ mấy kiến trúc nằm ở trong diện quy hoạch đã dành thời gian đẩy nhanh tiến độ, lần nữa xây mới sửa tốt rồi. Người Mao Lư Sơn Trang chính thức rời vào ở, trước khi rời vào, Vân Cơ đã làm ra địa đạo mật thất lần nữa. Trong mật thất, như hiểu đạo bồi hồi, cầm tin tức bên giả vô quần truyền đến kiểm tra. Tin tức là Ngụy Đa truyền đến, Ngụy Đa không biết tin tức của mình sẽ truyền cho Ngưu Hữu Đạo, cho rằng là truyền cho Triệu Hùng Ca, nói chung là dựa theo phân phó, đúng giờ truyền báo tình huống bên giả vô quần, Thái độ làm việc rất cẩn trọng chăm chú, không có biện pháp, vì tiền đồ của tông môn, tô phá trưởng lão đã căn dặn rất rõ ràng. Vậy mà ngang nhiên hiện thân, này là không sợ thiệu bình ba trả thù a à. Xem xong tin tức, như hữu đạo nhíu mày nói thầm. Giả vô quần muốn làm như thế nào, hắn không có ý tứ can thiệp, dù sao đã giao nhiệm vụ cho đối phương, ngươi tự mình lo liệu, huống hồ khoảng cách quá xa, sẽ đối mặt các loại tình huống, ngoài tầm tay với, cần gặp thời ứng biến, nên không có đi can thiệp. Chương 1800, Hỏa Thần Hiển Linh 1. Quản Phương Nghi nói, lợi dụng thân phận bối cảnh của hắn, trực tiếp điều động lực lượng của Tống Quốc hiệp trợ, dễ dàng hơn nhiều a. À. Nghiêu Hữu đạo nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào trên tình báo, bỗng nhiên nở nụ cười. Sợ không chỉ là muốn bức hôn, này là muốn hạ ngoan thủ với Thiệu Bình Ba, muốn tiện thể giải quyết Thiệu Bình Ba đi. Quản Phương Nghi kinh ngạc, giải quyết xong sự tình là được, Thiệu Bình Ba không dễ chọc, hắn cần gì phải gây phiền toái cho mình. Nghiêu Hữu đạo gõ bàn, cười ha ha nói: "Chính bởi vì biết Thiệu Bình Ba không dễ chọc, mà hắn vừa ra tay là muốn đắc tội chết Thiệu Bình Ba, bước Thiệu Bình Ba đội mũ xanh." Hắn tìm hiểu qua tình huống của Thiệu Bình Ba, biết thủ đoạn của Thiệu Bình Ba ác độc, sợ là không muốn chờ đến bị động bị trả thù. Đoán chừng là biết không gạt được Thiệu Bình Ba, thẳng thắn lợi dụng lực lượng có thể lợi dụng, nhất việt hậu hoạn. Đôi mắt của quản phương nghi sáng lấp lóe, "Này là sinh tử giao phong, hỏa thần miếu." Nưu Hữu đạo lắc đầu trà trà. Người vừa tới kinh thành tấn quốc, đã tiện tay bày cục, biến nặng thành nhẹ, không phải người thường A, à, xem ra ta không tìm sai người. Ha ha, nhìn tư thế ra tay của vị này, chân chính là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, thiệu bình ba hậu chi hậu giác, đoán chừng ôm lão bà công chúa trở về là chạy không thoát. Không biết sau khi thiệu bình ba phản ứng lại sẽ làm như thế nào, lần này có trò hay xem rồi. Kinh thành tấn quốc, trên Nam Lang Sơn có một hỏa thần miếu to lớn, bình thường khách hành hương nối liền không dứt, bây giờ lại bị quan binh canh gác. Dưới chân núi, hơn 10 kỵ binh hộ vệ hai chiếc xe ngựa đi tới, đám người giả vô quần xuống xe, cùng xuống xe còn có đại hành lệnh tấn quốc quách văn thượng. Mọi người đều thường phục xuất hành, hôm nay giả vô quần đang môn bái phóng quách văn thượng, sau một phen tán gẫu, nói muốn nhìn diện mạo của kinh thành tấn quốc. Quách văn thượng không biết có trò lừa, bị giả vô quần dụ dỗ chủ động đi cùng. Sau khi xem qua đường phố, giả vô quần muốn đến xem hỏa thần miếu lớn nhất ở trong kinh thành. Ai biết sau khi đi tới, lại thấy tình cảnh này, Quách Văn Thượng lộ ra thân phận, tự mình tiến lên vặn hỏi tướng lĩnh là chuyện gì xảy ra. Giả vô quần bước chậm đi tới dự thính, tướng lĩnh đáp lời là Lan Quý Phi và thất công chúa Thái Thúc Hoan Nhi đang ở trong hỏa thần miếu dân hương. Quách Văn Thượng sướng sờ, xoay người nhìn giả vô quần nói lời xin lỗi. Giả tiên sinh, hôm nay có chút không khéo, người cũng nghe được. Giả vô quần cười mà không nói gì, thời điểm nhìn chung quanh, lén ra hiệu cho tống sứ mạch đức mãn. Có giả vô quần ở đây, tinh khí thần của mạch đức mãn tăng cao, nháy mắt liền bày ra tư thế của sứ thần đại biểu một quốc gia, thờ ơ nói. Quý phi và công chúa là nữ quyến, chúng ta tự nhiên bất tiện quấy dày, nhưng coi như là bản sứ đi hoàng cung bái kiến tấn hoàng bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ bớt chút thời giờ gặp mặt, cũng không có đạo lý tùy ý chụp khách. Quách đại nhân, bản sứ đại biểu là mặt mũi của tống quốc, thân phận giả tiên sinh tôn quý người cũng biết, người mang chúng ta từ xa đến, tới dưới chân núi lại một câu không khéo, này là muốn chúng ta cút về sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Tấn Quốc? Giả vô quần chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn dưới chân. Các nước lui tới chú trọng lễ nghi, quách văn thường hơi lúng túng, dẫn khách nhân đến du ngoạn, kết quả đến chân núi lại dẫn về đích xác không thích hợp. Đừng nói lễ nghi ban giao giữa nước và nước, coi như là bách tính phổ thông cũng không có đạo lý đãi khách như vậy. Mà hắn có thể đến cũng là có nguyên nhân, giả vô quần xuất hiện ở quân doanh về quốc trạm mặt sứ đoàn Tống Quốc đã gây nên tấn quốc cảnh giác. Ẩn tướng này không thích lộ diện đột nhiên chạy đến chiến trường, lại đột nhiên đến tấn quốc, cũng không biết Tống quốc có dự định gì nữa. Nói chung bây giờ, chiến sự đã đánh tới mức độ này, tấn quốc không hy vọng có quá nhiều lực lượng tu sĩ của nước khác can dự, bằng không đối với tấn quốc tiêu hao quá lớn, tấn quốc không muốn nhìn thấy. Người đến trình độ giống như quách văn thượng, du ngoạn làm sao để ở trong lòng, đi chơi cũng là có mục đích. Dẫn giả vô quần đến, chưa vào hỏa thần miếu liền dẫn đối phương trở về, đích xác không quá thích hợp bất quá nụ cười trên mặt quách văn thượng không thay đổi hai tay nhấn nhấn mạch đại nhân hiểu lầm người sáng mắt không nói tiếng lóng sự tình thất công chúa các ngươi hẳn cũng đã nghe nói thời điểm này tùy tiện gặp không quá thích hợp ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi phải bắt chuyện trước một chút bình tĩnh đừng nóng hắn xoay người kéo tướng lĩnh đến một bên thì thầm gì đó sau đó chỉ thấy tướng lĩnh cấp tốc rời đi một đường chạy vội lên núi thông báo mạch đức mãn lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của giả vô quần trong lòng âm thầm cha cha, phát hiện vị ẩn tướng này quả nhiên bất phàm, từ khi quyết định gặp thất công chúa, sau đó là hỏa thần miếu, quách văn thượng. Lời dẫn có thể nói một đường tiện tay chôn xuống, một đường ở trong tính toán. Thất công chúa không xuất cung bị dụ ra khỏi cung, ra khỏi cung cũng khó gặp được, lại kéo quách văn thượng vào, nếu như không có quách văn thượng, ngày hôm nay sợ là ngay cả lên núi cũng khó. Sự tình nói khó cũng khó, nói dễ cũng không dễ, ở trong tay ẩn tướng có thể nói bình thường hóa giải. Tận mắt chứng kiến bản lĩnh của giả vô quần, hắn phát hiện vị ẩn tướng này không tới làm đại sứ có chút đáng tiếc. Trong hỏa thần miếu vắng ngắt, khói hương lượn lờ, bốn phía là thị vệ đề phòng. Chủ điện, Lan Quý Phi và nữ nhi thái thúc hoan nhi quỷ gối ở dưới tượng hỏa thần cầu xin, hai mẹ con khuôn mặt thành kính, dung mạo đều như hoa như ngọc. Tướng lĩnh đến cửa chủ điện, bị thái dám đợi ở ngoài cửa đưa tay ngăn cản. Tướng lĩnh nhìn vào trong, phát hiện hai người kia đang cầu xin, đích xác không thích hợp quấy giày, nên cùng thái giám thì thầm vài câu. Thái giám khẽ gật đầu, nhấn tay, ra hiệu chờ đợi. Hai mẹ con cầu xin xong đứng dậy, Lan Quý Phi vẫy tay ra hiệu, lập tức có cung nữ dâng kim phiếu của thiên hạ tiền trang cho miếu chủ. Hai mẹ con ta lên núi, hương sư động chúng, quấy giày quý miếu, một chút tiền nhan đèn xem như bày tỏ tâm ý. Lan Quý Phi ra hiệu miếu chủ nhận lấy, Quý Phi nương nương nói quá lời, miếu chủ nhận kim phiếu, hành lễ cảm ơn Lan Quý Phi, lại nhìn Thái Thúc Hoan Nhi hành lễ bất quá hành lễ xong lại nói. Nhìn khí sắc của công chúa, nên xa người ẩm ý, gần người thanh tịnh, mới có thể tâm thanh thần an tách ra vận rủi. Mặc kệ hoàng thất hay bình dân, đối với những thuyết pháp mê tín này đều mang mấy phần kính sợ, bằng không sẽ không có hỏa thần miếu tồn tại, hai mẹ con cũng sẽ không tới nơi này. Đặc biệt là miếu chủ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho người ta một loại sắc thái mê ly. Miếu chủ đột nhiên nói ra lời này, dường như đánh chúng cái gì, Lan Quý Phi vốn muốn xoay người rời đi lập tức dừng lại, thỉnh giáo nói. Xin hỏi miếu chủ, như thế nào là xa người ẩm ý, gần người thanh tịnh? Trong mắt hơi có chờ mong, trong lòng nàng đau khổ thực không chỗ có thể nói, vốn tưởng rằng nữ nhi là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ, tương lai nhất định có thể gả cho hảo lang quân, nữ nhi có thể được hạnh phúc, sau khi mình tuổi già phai sắc cũng có thể có chỗ dựa vào, ai biết bệ hạ tuyệt tình, để nữ nhi ủy thân cho Trần Trường Công. Cần biết nàng cũng bất quá mới 30, Trần Trường Công đã hơn 50, nhưng muốn cưới nữ nhi của nàng, để một người hơn 50 tuổi gọi nàng là mẹ. Này để nàng làm sao có thể tiếp nhận, nàng cũng khóc cầu Thái Thúc Hùng, kia là nữ nhi người thương yêu nhất, sao người có thể nhẫn tâm. Thế nhưng vô dụng, một câu nói không cẩn thận, còn rước lấy Thái Thúc Hùng tức giận. Nàng cũng biết, việc quan hệ quốc gia đại sự, đám nam nhân ngươi lừa ta gạt, khuấy lên phong vân, phụ nhân như nàng ở trong đó giống như một chiếc lá, theo gió lên xuống, nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng không thể không từ bỏ, chương 1801, Hỏa thần hiển linh 2. Cuối cùng không thể không đối mặt hiện thực, cũng chỉ có thể tự mình an ủi, trần trường công tuổi lớn thì lớn, một khi lập xuống đại công, ít nhiều cũng coi như là chỗ dựa vào. Nhưng ai có thể nghĩ, lão hỗn đản doãn trừ kia không để công chúa ở trong mắt, còn không chú ý hoàng lệch, không chịu để cho trần trường công và công chúa thoát ly hiểm cảnh thì thôi, còn tự tay giết trần trường công. Sau khi nàng biết tin tức, như ngũ lôi oanh đỉnh, như vậy sau này nữ nhi còn làm sao gả người nam tử hơi có chút địa vị, ai dám cưới nữ nhi của nàng. Nàng té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại gào khóc, cũng tìm tới hoàng đế gào khóc, cầu hoàng đế nghiêm trị doãn trừ, hận không thể để hoàng đế diệt cửu tộc của doãn trừ mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nào biết hoàng đế chỉ quặng mặt, không có ý tứ nghiêm trị doãn trừ không nói, còn cảnh cáo nàng, không được khóc, không được đề cập sự tình doãn trừ giết trần trường công với bất kỳ người nào, còn lệnh nàng dặn người bên cạnh không được tiết lộ nửa chữ, bằng không để nàng vĩnh viễn không mở miệng được nữa sau đó còn trắng trợn phong thưởng vợ con của Trần Trường Công, quả thực coi nữ nhi tao ngộ như không có gì, giống như đồ chơi đưa cho Trần Trường Công, hoàng đế tuyệt tình như vậy, làm như vậy, để nữ nhi làm sao chịu nổi, để nàng làm sao chịu nổi. Sau khi nữ nhi trở về, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoàng đế ngay cả thăm cũng không đến thăm qua một lần. Bất hạnh luân phiên giáng lâm, nghe nói tế bái hỏa thần miếu có thể thiêu hủy vận rủi, mặc kệ hữu dụng hay không, mặc kệ nữ nhi có nguyện ý hay không, nàng cũng kéo nữ nhi đến, hy vọng hỏa thần có thể tiêu trừ vận rủi. Lúc này nghe được nhắc nhở, tiếng lòng không khỏi chấn động, muốn cầu được chân giải. Miếu chủ bình tĩnh trả lời, hỏa từ miệng mà ra, nhân ngôn đáng sợ, người nhiều lời tất là người nhiều chuyện, người thanh tịnh tất là người ít lời. Một bộ đến đây là hết, không người tiến khách, lan quý phi như hiểu mà không hiểu, trong lòng cân nhắc, hỏa từ miệng ra, người nhiều lời tất là người nhiều chuyện sao, nếu như không phải thiệu bình ba nhiều chuyện nói loạn, sao nữ nhi có thể tao ngộ kiếp nạn này? Nhân ngôn không phải rất đáng sợ sao, bây giờ không biết bao nhiêu người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ đâm mẹ con các nàng. Còn người thanh tịnh ít lời, nàng có chút không rõ. Tạ ơn đại sư chỉ điểm, Lan Quý Phi cúi người cảm ơn, sau đó hai mẹ con ra đại điện. Vừa đi ra, thái giám lập tức tiến lên bẩm báo. Quý Phi nương nương, Lý Tướng Quân có việc bẩm báo. Lan Quý Phi nhìn tướng lĩnh hỏi. Lý tướng quân, có huyện gì bẩm báo? Lý tướng quân tiến lên chắp tay nói. Đại hành lệnh quách văn thượng quách đại nhân dẫn quý khách tống quốc đến hỏa thần miếu du lịch, quý phi và công chúa Giá Lâm đã phong tỏa Nam Lăng Sơn, quách đại nhân xin nương nương khai ân, để bọn hắn lên núi. Lan quý phi có chút ngoài ý muốn, quý khách gì lại phải để quách đại nhân tự mình đi cùng. Lý tướng quân, quý khách chính là tống sứ mạch đức mãn, bất quá quách đại nhân báo, quý khách chân chính là ẩn tướng, tống quốc giả vô quần, việc quan hệ quốc sự, hy vọng nương nương thông cảm. Thân sắc trên mặt Lan Quý Phi hơi có bất mãn, nghe ý tứ trong lời nói là, Quý Phi nương nương như nàng không thả bọn hắn lên núi còn không được. Nhưng không cao hứng quy không cao hứng, nương nương như nàng chỉ là địa vị tôn sùng, đối mặt quốc sự mà nói, giữa nàng và Quách Văn Thượng, còn thật chỉ có thể do Quách Văn Thượng định đoạt, thật muốn làm lỡ quốc sự, nàng cũng không chịu nổi. Ẩn tướng gì, chức quan như thế nào, giả vô quần là người nào, vì sao bản cung chưa từng nghe nói. Lan Quý Phi nhíu mày hỏi, để nàng cúi đầu, nàng làm sao cũng phải biết là vị nào chứ, không thể ngay cả ai cũng không làm rõ ràng liền dễ dàng cúi đầu. Này, Lý Tướng Quân Trầm ngâm nói, mà tướng cũng không biết là người nào, nhưng nhìn dáng dấp không phải người bình thường. Nương nương, Quách Đại Nhân có thể tự mình đi cùng, đối với hắn khách khách khí khí, hẳn không phải trò đùa. Này là nhắc nhở đối phương, đừng phân cao thấp ở loại sự tình này, không chiếm được lợi ích, sẽ chịu thiệt hắn cũng là được quách văn thượng thầm nhắc nhở, việc quan hệ quốc sự, đừng để quý phi nương nương làm hỏng chuyện, bằng không bệ hạ trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Lúc này lão thái giám lên tiếng, nương nương, ẩn tướng giả vô quần này, lão nô ngược lại hơi có nghe thấy. Lan quý phi à lên một tiếng, nói nghe một chút, lão thái giám nói, người này là cung phụng trong nhà thừa tướng tống quốc tử Bình Hưu, đồn đại tử Bình Hưu chiếm giữ tướng vị nhiều năm. Sau lưng là dựa vào người này bày mưu tính kế, rất có lực ảnh hưởng với tống thừa tướng bởi vậy có danh xưng ẩn tướng ẩn tướng chỉ là ngoại giới đồn đại xưng hô không phải chức quan nghe nói người này không có bất luận chức quan gì trên người trước đó tống hoàng mục thị từng triệu hắn vào triều làm quan cũng bị hắn cự tuyệt lan quý phi vừa nghe thần sắc không khỏi nghiêm túc giả vô quần nàng không biết nhưng tử bình hưu làm sao có thể chưa từng nghe nói kia là thừa tướng ở tống quốc quyền cao chức trọng nhiều năm sau khi hoàng quyền mục thị sụp đổ y nguyên có thể chiếm giữ vị trí thừa tướng địa vị ở tống quốc có thể tưởng tượng được, mà giả vô quần thì có lực ảnh hưởng với tử bình hưu chẳng trách. một bên lại có nữ tu sĩ hộ vệ lên tiếng nói, giả vô quần này ta cũng hơi có nghe thấy, người này từng không biết trời cao đất rộng chạy đến phiêu miểu các ăn nói linh tinh, kết quả bị phiêu miểu các cắt, cắt đầu lưỡi, ném đi cho chó ăn, trở thành chuyện cười nhất thời, bị người trêu là giả không lưỡi. a, à, rút đầu lưỡi cho chó ăn, lại có loại sự tình này, không lưỡi kia chẳng phải là thành người câm lan quý phi không nhịn được cười đột nhiên nụ cười cứng lại không biết nghĩ đến cái gì quay đầu lại liếc nhìn pho tượng hỏa thần trong chính điện lại từ từ quay đầu lại nhìn nữ nhi thái thúc hoan nhi trầm mặc ít lời nghe lời ấy dường như cũng ý thức được cái gì vừa vặn nhìn mẫu thân nhìn thấy ánh mắt của mẫu thân nàng biết mẫu thân nghĩ cái gì lẽ nào thật sự là hỏa thần hiển linh lan quý phi nói thầm một tiếng sau khi thu lại tâm tư nàng thản nhiên nói đã là khách nhân của tấn quốc tất nhiên là bất tiện thất lễ nhanh cho vào đi Vâng, Lý Tướng Quân chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc rời đi chấp hành. Ai, còn chưa xem thật kỹ qua hỏa thần miếu này, khó được suốt cung một chuyến, đã đến, vậy thì đi dạo một chút đi. Lan Quý Phi dắt tay nữ nhi, mọi người bắt đầu đi dạo. Đến nơi này, là gửi hy vọng vào thần linh, nàng vốn không định vội vã tới vội vàng về, sợ khinh nhờn, chỉ bất quá lúc này càng không muốn vội vã rời đi mà thôi. Dưới núi, Lý Tướng Quân đến, ý tứ của Lan Quý Phi cũng đến, sơn lộ phong tỏa được mở ra xin mời quách văn thượng đưa tay mời khách ai biết mọi người vừa dịch bước lý tướng quân bỗng đưa tay cản lại tu sĩ không được lên núi hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra bên người những người này khẳng định có hộ pháp sư đối với điểm này mọi người cũng có thể lý giải chức trách của người ta ở đó là vì an toàn của quý phi và công chúa nhưng hộ pháp sư của quách văn thượng mạch đức mãn đều có thể ngăn lại chỉ có nguyên tòng bên người giả vô quần bất tiện lưu lại không có nguyên tòng không được a à giả vô quần không có nguyên tòng ai có thể hiểu giả vô quần nói cái gì cuối cùng ở dưới quách văn thượng khơi thông đám người ngụy đa bị chặn lại chỉ có nguyên tòng được lên núi một đường ngắm cảnh dần dần lên cao vừa đi vừa tâm sự có một phen phong tình khác giả vô quần mượn nguyên tòng thổi phồng khí thế không hổ là hỏa thần miếu lớn nhất tấn quốc nói là quang cảnh khó gặp bảo quách văn thượng dẫn hắn đến đúng chỗ lời êm tai ai cũng ưa thích quách văn thượng cùng có vinh dự thay giả vô quần chỉ điểm giới thiệu chương 1802, cởi chuông phải do người buộc chuông. Đương nhiên, bởi vì giả vô quần nói chuyện không tiện, phần lớn thời gian đều là quét văn thượng nói. Cuối cùng không tránh khỏi đến chủ điện, đi vào tham quan. Nhìn tượng hỏa thần giữ tợn uy vũ, mặc kệ tin hay không tin, giả vô quần cũng phải dâng hương, sau đó lại ra hiệu mạch đức mãn cúng chúc tiền nhan đèn tỏ tâm ý, ra tay còn rất hào phóng, làm miếu chủ liên tục cảm tạ. Đối mặt những người này, miếu chủ không dám nói loạn cái gì, trái lại trên mặt mang theo vẻ cẩn thận. Mạch Đức mãn quyên tiền xong, nhìn giả vô quần khẽ gật đầu ra hiệu. Giả vô quần mỉm cười, nhìn miếu chủ gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, thật là ung dung không vội. Sau khi mọi người rời đi, miếu chủ che ngực, thở dài một hơi, tựa hồ rất khẩn trương. Mọi người mới ra chủ điện, xuống bậc thang chỉ chỉ trỏ trỏ chung quanh, một lão thái giám đi đến. Quách đại nhân, quý phi nương nương nghe nói quý khách tống quốc đến, sợ tránh mà không gặp hơi lễ phép, nên lệnh lão nô đến, mời quý khách qua gặp. Ây, Quách Văn Thường không nghĩ tới Lan Quý Phi sẽ chủ động triệu kiến, ngoài ý muốn nhìn về phía giả vô quần, sự tình này còn phải trưng cầu ý kiến của khách nhân đã. Mạch Đức mãn sợ giả vô quần không biết Lan Quý Phi là ai, cung kính giải thích một trận. Ánh mắt giả vô quần như có như không quan sát thần sắc phản ứng của lão thái giám kia một chút, sau đó nhấc tay, nguyên tổng bước đến trước người nói thay. Giả mỗ một giới bạch thân, đường đột bái kiến nương nương không thích hợp, hảo ý của nương nương giả mỗ chân thành ghi nhớ. Này, lão thái giám ngẩn ra, này là muốn hắn không hoàn thành được nương nương bàn giao A, lập tức cười nói. Đại danh của ẩn tướng, nương nương ngưỡng mộ đã lâu. Tiếp đó lại nhìn quách văn thượng nói, quách đại nhân, sự tình công chúa ngài cũng biết, hôm nay tâm tình của nương nương thật không dễ dàng rộng rãi, đi ra dâng hương cũng là bệ hạ đồng ý, lão nô không dám cho nương nương một ngạt, cũng không dám chiêu bệ hạ không cao hứng, mong quách đại nhân dứt lời không người, thỉnh cầu trợ giúp. Biết nói chuyện nói tới mức độ này, quách văn thượng cũng không tiện làm như không thấy, vội ho một tiếng, nhìn giả vô quần nói. Tiên sinh, quý phi nương nương giàn xếp để chúng ta lên núi, cũng nên bày tỏ cảm kích. Huống hồ tới trước là chủ, là chúng ta quấy giày chủ nhân thanh tịch, nơi này lại là kinh thành tấn quốc, nương nương chủ động triệu kiến, một mảnh thành ý, nếu là làm trái, dường như không quá thích hợp. Giả vô quần trầm ngâm, ngón tay viết viết, nguyên tòng nói. Được, khách tùy chủ tiện, lão thái giám lập tức khom người cười tủm tỉm đưa tay ra mời. Quý khách, xin mời. Hắn ở trước dẫn đường, mọi người lập tức đi theo hắn, một đường đi vòng đến hậu đình của hỏa thần miếu. Phòng khách chính đã tạm thời bị quý nhân trong cung cư ngụ, ngoài sảnh thị vệ phân bố chẳng chịt, ánh mắt cảnh giác chung quanh. Mọi người tiến vào trong phòng, đám người quách văn thượng và mạch đức mãn đều chắp tay hành lễ. Bái kiến lan quý phi, bái kiến công chúa, giả vô quần miệng không thể nói, chỉ kho người chắp tay mà thôi. Lan Quý Phi nhấc tay ra hiệu miễn lễ, đôi mắt sáng đảo qua mọi người, hỏi một tiếng. Vị nào là ẩn tướng tống quốc giả vô quần, lão thái giám lập tức tiến lên, chỉ vào giả vô quần cúi người nói thầm. Giả vô quần chắp tay biểu thị là ta, sau đó ra hiệu nguyên tổng tiến lên, tay viết. Ẩn tướng chỉ là thế nhân nói bậy, giả mỗ không dám nhận. Kỳ thực hắn rất chán ghét xưng hô ẩn tướng này, nhưng trên đời không có tưởng chắn được gió, tên gọi này ở trước kia liền truyền đi, Rút đầu lưỡi cho chó ăn. Ánh mắt của Lan Quý Phi hơi hiếu kỳ trên dưới đánh giá, chỉ thấy một thân trường sam, thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng nón, hai mắt hiếu thần, trong lúc vung tay nhấc chân thong dong, tinh hoa nội liếm. Đúng mực thong dong, nói chung để người xem rất thoải mái, trong lòng Lan Quý Phi âm thầm gật đầu, là người từng va chạm xã hội, cười nói. Giả tiên sinh khiêm tốn, lại là một phen khách sáo. Sau khi song phương qua lại khách sáo một phen, Ánh mắt của Giả Vô Quần bỗng dán vào Thái Thúc Hoan Nhi sầu não uất ức, tay viết xuống. "Sự tình của thất công chúa, giả mỗ có nghe nói, xin nén bi thương." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lan Quý phi trong nháy mắt đại biến, Thái Thúc Hoan Nhi thì cắn môi. Ánh mắt mạch đức mãn liếc loạn xung quanh, Quách Văn Thượng cả kinh, trầm giọng ngăn cản nói: "Giả tiên sinh, ở trước mặt quý phi, công chúa, xin ăn nói cẩn thận." Giả Vô Quần, Quách đại nhân lo xa rồi, cũng không phải nói bậy mà là nhìn thấy thất công chúa không vui, bỗng tâm thổn thức, có đôi lời phế phủ, có thể để thất công chúa quên đi sự tình quá khứ. Nguyện ý nghe, giả mỗ nói, không nguyện ý nghe, giả mỗ là người không lưỡi tự nhiên sẽ ngậm miệng không nói. Một câu người không lưỡi lại lần nữa xúc động tâm tư của Lan Quý Phi, Lan Quý Phi nhấc tay ra hiệu, ngăn cản quách văn thượng. Quách đại nhân, bản cung không phải không người tâm tình nhỏ hẹp, giả tiên sinh là quý khách, đã có lời tâm huyết, nghe một chút cũng không sao, giả tiên sinh cứ việc nói thẳng đưa tay mời ngược lại cũng muốn nhìn xem hỏa thần phải trang linh nghiệm quách văn thượng cẩn thận nhìn giả vô quần sợ hắn lại nói loạn cái gì ai biết giả vô quần nhìn chung quanh một chút lắc đầu không ngờ không chịu nói lan quý phi hiểu ý có mấy lời không tiện nói ở trước mọi người mặt lập tức vung tay áo nói các ngươi đều lui ra đi quý phi nương nương quách văn thượng muốn nói gì đó lan quý phi lại phất tay lần nữa trong ngữ khí dẫn theo mấy phần quát tháo lui ra quách văn thượng muốn nói lại thôi cuối cùng chắp tay xin cáo lui thời điểm xoay người lại nhìn giả vô quần thấp giọng nói tiên sinh nói năng cẩn thận rõ ràng là cảnh cáo đừng ăn nói linh tinh giả vô quần mỉm cười đợi mọi người rời đi lại cho mạch đức mãn một cái ánh mắt mạch đức mãn cũng xin cáo lui các ngươi cũng lui ra lan quý phi lại ra hiệu thái giám hầu hạ bên cạnh lui ra đám người lão thái giám không dám làm trái cung kính lui ra nhưng giả vô quần vẫn không nói nhìn chằm chằm hộ pháp sư của lan quý phi lui ra đi lan quý phi phất tay ra hiệu một nữ tu nói nương nương bên người giả tiên sinh có tu sĩ muốn lui đồng thời lui nhìn chằm chằm nguyên tòng hiển nhiên là sợ có chuyện lan quý phi vừa bực mình vừa buồn cười kia là người nói thay giả vô quần lui ra làm sao giao lưu khuyên nhủ không sao quý khách của tống quốc không đến nỗi làm bậy với bản cung lui ra đi thấy thế các tu sĩ không hiểu nổi vì sao vị này lại đột nhiên nghe lời ngoại nhân nói như thế, bất đắc dĩ xin cáo lui, nhưng vẫn nhắc nhở: "Nương nương, có việc cần đúng lúc cảnh báo, chỉ có nguyên tòng ở bên người giả vô quần tự mình trải qua tất cả bố trí mới biết, gia hỏa không lưỡi này cực kỳ xảo trá, có thể để tình thế phát triển đến một bước này, chính là lợi dụng tâm thái của hai mẹ con này, thật là tính tận lòng người." Đợi tất cả mọi người lui ra, giả vô quần quay đầu lại liếc nhìn bên ngoài chỉ thấy tu sĩ lui ra kia chỉ đứng xa tránh nghe mà thôi người còn đứng ở trên bồn hoa nhìn chăm chú động tĩnh bên trong lan quý phi lại lần nữa đưa tay mời giả tiên sinh có lời gì có thể làm công chúa tiêu tan yêu sầu xin mời nói thẳng ngón tay giả vô quần viết lên lưng nguyên tòng nếu có người tới gần nghe lén nên đúng lúc cảnh báo nguyên tòng khẽ gật đầu biểu thị biết rồi ánh mắt của giả vô quần nhìn hai mẹ con nếu như chỉ có thái thúc hoan nhi hắn có một đống lời giải thích bây giờ hai mẹ con đều ở đây hắn tất nhiên là có thuyết pháp khác, nếu như không có năng lực gặp thời ứng biến, hắn cũng không có lá gan này, cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục. Tâm tư hơi chuyển, giả vô quần mới mượn nguyên tòng nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông, cởi chuông phải do người buộc chuông, chương 1803, tiên sinh thật là cao nhân. Lan Quý Phi à lên một tiếng, không hiểu nói, tiên sinh ý chỉ người phương nào, giả vô quần, nghe nói, người dẫn đến công chúa chịu nhục, chính là sủng thần thiệu bình ba bên cạnh bệ hạ không biết có đúng không lời này lan quý phi không tiện nói gì chỉ gật đầu mà nói tới sự tình này thái thúc hoan nhi hiển nhiên có chút kích thích mười ngón xoắn suýt giả vô quần mặc kệ nàng cảm thụ thế nào thế nhân đồn đãi nói thanh bạch của công chúa bị hủy bởi trần trường công đây là tin đồn tuyệt đối không có sự tình này nương nương và công chúa nên tự biệt, sao có thể dung người tùy ý phỉ báng lan quý phi lộ vẻ đau khổ tiên sinh nói bản cung sao có thể không biết, nhưng lời đồn đã truyền ra, để bản cung làm sao đi biện. Giả vô quần, cởi chuông phải do người buộc chuông, thiệu bình ba có thể bình lời đồn của thế nhân, thiệu bình ba có thể chứng minh công chúa thanh bạch. Lan quý phi tinh thần tỉnh táo, tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Giả vô quần, hiến kế làm công chúa chịu nhục là thiệu bình ba, thị phi trắng đen thiệu bình ba rảnh rẽ nhất, nếu thiệu bình ba đứng ra nói công chúa chỉ là tạm thích ứng. Lúc đánh hạ Tây Bình Quan cũng chưa ủy thân cho Trần Trường Công, công chúa vẫn là thân ngọc bích có lẽ thế nhân không tin nhưng nếu thiệu bình ba cưới công chúa làm thê không phải lời đồn sẽ tự sụp đổ sao nha lan quý phi đứng lên nghe được một lời nói như tiếng chuông cảnh tỉnh trong nháy mắt tỉnh ngộ cao hứng suýt chút nữa la lên có chút thất thố hai tay nắm chặt cố nén không thất thố nhưng trong lòng cuồng hô dưới chân liên tục đi tới đi lui phải a à, biện pháp tốt như thế sao mình không nghĩ tới còn cả ngày mặt mày ủ rũ làm sao không đi nghĩ biện pháp giải quyết làm sao không biết tìm người giải thích nghi hoặc cả ngày ở trong sầu lo sao có thể giải quyết vấn đề một bên thái thúc hoan nghi lại nghe có chút bối rối gà gà cho thiệu bình ba nương nương tu sĩ nhìn chăm chú động tính ở trong phòng thấy dị thường khẩn cấp lao vào cho là có sự tình tại chỗ vây quanh giả vô quần và nguyên tòng nguyên tòng cảnh giác bốn phía nhưng giả vô quần không quan trọng mặc cho sóng gió lên trước sau nhẹ như mây gió nhìn chăm chăm phản ứng của lan quý phi ngay cả mí mắt cũng không động nguyên tòng cảm giác được ánh mắt lấp lóe phát hiện người dám đi phiêu miểu các nói bậy đích xác là có chút can đảm những người này xông tới đám người quách văn thượng cũng hoảng hốt lo lắng có việc vội vàng lao vào phóng tầm mắt quan sát lại không thấy bất kỳ dị thường không biết vì sao đám hộ pháp sư khẩn trương như vậy ngoài cửa mạch đức mãn chạy tới cũng khẩn trương nhón chân lên nhìn vào trong không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết một chút bố trí không biết mục đích chân thực của giả vô quần là cái gì nhưng có một điểm hắn biết nếu giả vô quần xảy ra sự tình mà nói hắn sẽ không có biện pháp bàn giao với thừa tướng đại nhân thừa tướng dưới cơn nóng giận có thể để hắn tan nhà nát cửa chứa nói chi là tiền đồ gì này không phải chuyện đùa mọi người đột nhiên ào 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 xông vào cũng làm lan quý phi tỉnh táo lại quay đầu nhìn giả vô quần bị vây quanh nhất thời nổi giận các ngươi làm gì đó một tu sĩ nói nương nương ngài không có chuyện gì chứ lan quý phi lập tức tỉnh ngộ làm mình thất thố rước lấy phản ứng, lập tức vung tay áo nói: "Hoang đường, giả tiên sinh là quý khách, có thể có sự tình gì? Lui ra, đều lui ra cho bản cung." Mọi người nhảy vào, loại sự tình kia bảo giả vô quần làm sao nói, cũng khó trách trước đó giả vô quần không chịu nói. Nàng còn vội vã chờ giả vô quần giải thích nghi hoặc đây, chỉ lo mọi người chọc giận giả vô quần, một khi chọc người ta phải tay áo bỏ đi, bản thân đi đâu tìm người giải thích nghi hoặc, giả tiên sinh này đúng là quý nhân của mình a. À. Kết quả làm mọi người chố mắt, không khỏi tức giận thêm. Đừng quấy nhiễu quý khách, giả tiên sinh đang an ủi công chúa, còn không mau lui ra. Thấy không có chuyện gì, một đám tu sĩ nhìn nhau, phát hiện có khả năng là mình chuyện bé xé ra to, nên đều chậm rãi lui ra. Thấy thế, Quách Văn Thưởng và đám người lão thái giám hai mặt nhìn nhau, cũng chậm rãi lui ra. Đối với đám tu sĩ, Lan quý phi không tiện nói lời gì quá đáng, nhưng đối với bọn hắn thì không khách khí như thế, cả giận nói: cút xa một chút cho bản cung. Đã minh bạch vì sao lúc trước giả vô quần không thể nói ở trước mặt mọi người, sự tình này cũng đích xác không thể để ngoại nhân biết được, nên chủ động phối hợp. Bọn thái giám cung nữ kinh hoàng vội vàng lui ra. Mạch Đức Mãn nhìn vào, thấy xác thực không có chuyện gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, liền chậm rãi lui lại, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Không còn ngoại nhân, Lan Quý Phi xin lỗi nói, người phía dưới không hiểu chuyện, tiên sinh chớ trách thời điểm giả vô quần nên trách móc sẽ trách móc lúc này chắc chắn sẽ không trách móc thật muốn trách móc rời đi chẳng phải là phí công mỉm cười lắc đầu biểu thị không có chuyện gì tiên sinh quả thật là người rộng lượng lan quý phi nịnh nọt trong tán thưởng cũng có vài phần chân tâm tận mắt nhìn thấy hắn bình tĩnh xử sự phong phạm này xác thực bất phàm chính bởi vì như vậy trái lại làm nội tâm nàng càng chắc chắc này đích xác là người có bản lĩnh bất quá trải qua lần này nàng cũng bình tĩnh không ít phát hiện trước đó dường như cao hứng quá sớm Nịnh hót một phen ổn định đối phương, sau đó lại khiêm tốn thỉnh giáo. Biện pháp của tiên sinh cố nhiên là tốt, nhưng sự tình này thiệu bình ba có thể đáp ứng sao? Giả vô quần hít mắt không nói, chỉ thấy tay viết. Ăn lộc vua, lo chuyện của vua, ý đồ xấu là hắn ra, hại công chúa thành như vậy, hắn khó từ tội lỗi. Không giải yêu cho công chúa, không giải yêu cho bệ hạ, tùy ý nhục nhã hoàng tộc, tùy ý khinh nhờn hoàng uy, hắn ý muốn thế nào? Này là hành vi của trung thần sao? Công chúa là thanh bạch, cũng nhất định phải là thanh bạch, điểm này tuyệt đối không thể phủ nhận. Sự tình này, chỉ cần bệ hạ đáp ứng, thì không dung hắn quyết định. Còn nữa, thiệu bình ba cũng khó ngoại lệ, hắn hiến kế cho bệ hạ, không chừa thủ đoạn nào, tại sao như vậy? Lẽ nào không phải vì tiền đồ, cưới công chúa, có thể chứng minh công chúa thanh bạch, lại giải lo lắng cho vua, bệ hạ coi trọng, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần bệ hạ có ý, hắn khó cự tuyệt, nếu như hắn nguyện bỏ qua tất cả thu được ở tấn quốc thì lại khác nhưng nương nương cảm thấy hắn có thể cam lòng sao? Mà sự tình này đối với nương nương và công chúa cũng có chỗ tốt cực lớn. Trả lại thanh bạch cho công chúa không nói, vì quân phân yêu được bệ hạ coi trọng, tương lai quyền thế của thiệu bình ba cũng có thể để nương nương dựa vào. Con rể chính là trọng thần, người nào dám thất lễ với nương nương. Ánh mắt của Lan Quý Phi lấp lóe một câu nói cuối cùng ngược lại là chân chính đánh động nàng, thân ở cung đình, sợ nhất là thất thế bị tiện nhân khác đạp lên đầu mình, nữ nhân thất thế trong cung thảm như thế nào, tân ở trong đó so với ai khác càng rõ ràng nữ nhân đối phó nữ nhân tranh chua ác độc là không cách nào hình dung có thể nói chó lợn không bằng một con chó của quý nhân cũng có thể làm cho ngươi quỳ liếm nhưng nàng lại không ngốc lại động lòng cũng phải đối mặt thực tế khó khăn lo lắng nói tiên sinh nói thật phải nếu như bệ hạ nguyện ý thiệu bình ba tự nhiên không dám không nghe theo nhưng cũng như ngài nói thiệu bình ba chính là sủng thần bên cạnh bệ hạ được bệ hạ trọng vọng bệ hạ sao có thể ủy khuất hắn Bệ hạ lưu ý quốc sự, sẽ không bởi vì gia sự mà quên nước, chỉ sợ một phụ nhân như bản cung không cách nào thuyết phục bệ hạ đồng ý sự tình này, để bệ hạ đáp ứng sự tình này khó khăn cỡ nào, không chừng còn sẽ rước lấy tức giận, tiên sinh có biện pháp dạy ta không. chương 1804, Mưa nhỏ một Lời này vừa nói ra, không khác nào thừa nhận nữ nhi của mình đã không phải thân thể thanh bạch, bằng không gả cho công chúa là mỹ sự, sao lại ủy khuất hiệu bình ba. Kỳ thực thanh bạch hay không thanh bạch, nàng sao có thể không biết không nói cái khác sau khi nữ nhi trở về lấy nước mắt rửa mặt liền đủ để chứng minh tất cả thái thúc hoan nhi nghe được lời ấy răng bạc cắn môi viên mắt đỏ bừng nguyên lai ở trong mắt mẫu thân cũng cảm thấy thanh bạch của mình bị hao tổn thấp hèn giả vô quần chỉ về phía thái thúc hoan nhi muốn thuyết phục bệ hạ chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì bệ hạ có đáp ứng hay không tất cả chỉ ở công chúa công chúa nguyện ý thì bệ hạ nguyện ý nếu như công chúa không muốn thì thần tiên cũng bó tay hết cách xin hỏi công chúa một câu, có bằng lòng hay không? Hoan Nhi, Lan Quý Phi nhìn nữ nhi, lúc này cũng không kịp nhớ tâm tình của nữ nhi thế nào, vội vàng thay thế trả lời. Tự nhiên là nguyện ý, từ cổ trí kim, chuyện cưới gả đều do phụ mẫu làm chủ, bản cung làm mẹ thay nàng làm chủ. Còn vì sao nguyện ý là được, bản cung còn không minh bạch, nguyện nghe cao kiến của tiên sinh. Muốn bệ hạ đáp ứng, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Sự tình này, thời cơ, địa điểm, nhân vật, hỏa hầu và trường hợp đều không sai được. Nguyên Tòng nhanh chóng nói, nghe được kế sách rượu như vậy, hai tay của Lan Quý Nhân đan lấy nhau, liên tục gật đầu, hai con mắt phóng ra thần thái dị dạng, mặt đầy hưng phấn, hôm nay mới biết như thế nào là rượu kế. Thái Thúc Hoan Nhi cũng có chút sướng sờ, thật muốn như vậy mà nói, bản thân thật sẽ gả cho người kia. Ở trước hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ qua mình có khả năng sẽ gả cho người kia, thế nhưng đến ngày hôm nay, nghe xong phương pháp của giả vô quần, nàng phát hiện đích xác có khả năng này. Chẳng biết vì sao, nàng bỗng nhiên tìm tới một loại khoái cảm trả thù khó có thể dùng lời diễn tả được. Mà cảm giác trả thù, làm tâm tư nàng hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng hình ảnh ở nông trại, mình đánh đổ cơm canh, người kia ngồi xổm xuống nhặt lên, lại từ từ nhét vào trong miệng mình. Nguyên Tòng không ngừng nói, nói đến phần sau, gò má đã hơi co giật, trong lòng nói thầm, nhiều hữu đạo từ đâu đào ra người thủ đoạn nham hiểm như thế. Trước đó liên tiếp bố trí, còn không cảm thấy cái gì, đợi đến lúc lộ ra kế hoạch, mới biết ra hỏa không lưỡi này bẫy người như thế nào. Giả vô quần dừng lại, Nguyên Tòng cũng dứt lời, Lan Quý Nhân kinh nghỉ tiến lên hai bước, thở dài nói. Tiên sinh quả nhiên diệu kế, nhưng, quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình, Hoan Nhi gả cho hắn, nếu trong lòng hắn mang oán hận, ra sức thất lễ ngược đãi Hoan Nhi, kia nên làm thế nào cho phải. Giả vô quần, lấy sắc đẹp mạo mỹ của công chúa, nếu như thanh bạch, là một đoạn lương duyên, hắn sao sẽ ngược đái. Coi như có tỉ vết, thì là người nào đó tạo nghiệt. Hắn không đến gánh, thì ai gánh đây? Nương nương, hắn ngược đãi ai cũng được, cũng không dám ngược đãi công chúa. Tấn quốc này là của bệ hạ, chỉ cần bệ hạ còn một ngày, chỉ cần thái thúc gia tộc vẫn nắm giữ tấn quốc, nữ nhi của thái thúc gia còn chưa tới phiên tiệu bình ba hắn đến ức hiếp. Nếu như đại quyền của thái thúc gia không còn, tính toán cái này còn có tất yếu sao? Hắn không chừa thủ đoạn nào, chính là vì tiền đồ, tiền đồ liên hệ với Thái Thúc gia, hắn bất quá là một thần tử ở trước mặt bệ hạ, vinh hoa phú quý đều ở trong tay bệ hạ. Vẫn là câu nói kia, xin hỏi nương nương, Thiệu Bình ba có thể bỏ tất cả đã đạt được hay không? Nếu hắn có thể bỏ, nếu có cốt khí kia, sao sẽ dùng thủ đoạn xấu xa như vậy? Nương nương, coi như công chúa gả cho hắn hơi có ủy khuất, lẽ nào còn có thể ủy khuất hơn hiện tại sao? Là chịu ủy khuất nho nhỏ, hay chịu nhục nhã trung thân không thể tẩy sạch này? nương nương tự mình quyết đoán, giả mỗ đến đây là hết lời. Nói xong mỉm cười, hắn ngược lại hy vọng thiệu bình ba có thể từ bỏ tất cả ở tấn quốc chạy trốn. Lan Quý Phi nghe xong, mừng rỡ cảm tạ không ngớt. Dưới thanh danh vang dội không có hư sĩ, hôm nay mới biết ẩn tướng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, đáng hận bên người bản cung tất cả đều là hạng người tầm thường, nếu có thể sớm gặp tiên sinh giải thích nghi hoặc, hoan nhi làm sao rơi vào mức độ như ngày hôm nay, tiên sinh thật là cao nhân giả vô quần mặt ngoài khiêm tốn mỉm cười xua tay nhưng trong lòng lại nói thầm sớm gặp trước kia giả vô quần ta ăn no rừng mỡ mới sẽ can dự chuyện hậu cung nhà các ngươi nguyên tòng lại lần nữa nói thay giả mỗ còn có công vụ tại người xin được cáo lui trước lan quý phi vội nói tiên sinh phải đi sao ai vinh hạnh gặp tiên sinh được tiên sinh trợ giúp bản cung thực không biết nên cảm tạ thế nào mới tốt tiên sinh ở trong kinh có gì cần bản cung hỗ trợ không ngại nói thẳng, có thể làm được, bản cung nhất định tận lực. Giả vô quần lắc đầu, cười chắp tay, xoay người rời đi. Đừng nói nữ nhân này không giúp được hắn cái gì, coi như có thể giúp, hắn tạm thời cũng sẽ không đi quá gần với nàng, miễn cho rước lấy hiểm nghi. Hoan nhi, còn không mau cảm ơn tiên sinh." Lan quý phi dục nữ nhi một tiếng, nhưng Thái Thúc Hoan nhi cúi đầu, căn bản không có bất kỳ phản ứng. Không có biện pháp làm gì nàng, Lan quý phi chỉ có thể bước nhanh tới cửa nhìn theo nhìn thấy hai người giả vô quần đi ra mạch đức mãn lập tức đi theo quách văn thượng lại không biết nên theo bên nào mới tốt cuối cùng trước tiên bước nhanh đến trước mặt lan quý phi cáo lễ từ biệt lan quý phi căn dặn chớ quên đạo đãi khách quách văn thượng liên tục đáp ứng sau đó tranh thủ rời đi có thể nói bước nhanh truy đuổi theo giả vô quần vừa đi vừa hỏi tiên sinh nói gì với nương nương lo lắng vị này nói nhăng nói cuội gì đó giả vô quần đưa tay ở sau lưng nguyên tòng tùy tiện viết vài chữ nguyên tòng nói vài lời an ủi thất công chúa mà thôi. Sau khi mọi người xuống núi không lâu, Lan Quý Phi cũng muốn hạ sơn, nhưng khi trải qua chủ điện của hỏa thần miếu, Lan Quý Phi không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên kéo nữ nhi, lại lần nữa tiến vào trong chính điện, quỳ gối ở trước tượng hỏa thần. Lan Quý Phi quỳ lại, ánh mắt nhìn tượng thần lộ ra thành kính vô tận. Lần này, nàng xem như lĩnh giáo hỏa thần miếu linh nghiệp, trước ở trong cung nghe được cái gì thiêu hủy vận rủi trong lòng cũng không tin lắm, thuần túy là không tin cũng muốn tới thử xem, để cầu tâm an. Ai nghĩ vừa đến lại đụng phải ẩn tướng Tống Quốc, thuận miệng đưa ra phương pháp giải quyết. Hai mẹ con đứng dậy, nhìn thấy miếu chủ, Lan Quý Phi khẽ mỉm cười, vất tay nói. Thưởng, lời ra khỏi miệng lại đổi giọng, dâng lên tiền nhan đèn gấp đôi, lập tức có cung nữ tiến lên, lần nữa dâng kim phiếu. Miếu chủ hai tay nhận kim phiếu, không người cảm ơn. Hai mẹ con ra chính điện, Lan Quý Phi ngửa mặt lên trời thở phào một hơi nói. Hồi cung, Vừa nãy lúc nàng quỳ lại đã thầm cầu khẩn hỏa thần, nếu thật có thể toại nguyện, nhất định lại đến lễ tạ thần. Ra lệnh một tiếng, hộ vệ minh phòng ám bố ở trong hỏa thần miếu cấp tốc rút đi, hộ vệ quý nhân trong cung xuống núi. Mà thời điểm mọi người mới ra hỏa thần miếu không bao lâu, một tên thái dám lại lén lén lút lút chạy về chủ điện của hỏa thần miếu, trực tiếp tìm miếu chủ, không nói hai lời, rỗi tay một cái. Miếu chủ cúi đầu khom lưng, lấy ra kim phiếu trong tay áo, lan quý phi ban thưởng tiền nhan đèn trích ra một nửa, cung cung kính kính giao cho thái giám công công đi thong thả cực kỳ thức thời nào còn có chút ra vẻ đạo mạo nào như ở trước mặt lan quý phi ha ha không tiễn thái giám thu kim phiếu xem nghênh ngang rời đi hỏa thần miếu cái gì hắn mới không tin vật quỷ này theo hắn biết miếu chủ có thể ở trong này phát tài hàng năm không biết đút lót người trong quan phủ bao nhiêu cũng chỉ có thể lừa gạt được những quý nhân trong cung bá tánh bình thường mà thôi vẫn là kim ngân tới tay chân thật nhất chương 1805, mưa nhỏ 2. Này là một hiện tượng rất thú vị, gia quyến của đại nhân vật đến kính thần, tiền nhan đèn ra tay hào phóng, mà thủ hạ của đại nhân vật lại đưa tay mò vào thần miếu, mò được lại phải hiếu kính đại nhân vật, cứ tuần hoàn như vậy. Miếu chủ đi tới cửa chính điện nhìn theo, mặt cam hận phi một tiếng, phun một ngụm nước bọt lên đất, bất quá sờ sờ kim phiếu trong tay áo, miệng cười như hoa, thu hoạch không nhỏ a. À. Xuống Nam Lăng Sơn, trở lại trong thành, du lịch một ngày sắc trời đã tối, Quách Văn Thượng vốn còn muốn thiết yến khoản đãi. Nhưng mục đích đã đạt đến, giả vô quần không còn hứng thú phụng bồi, mượn cớ du ngoạn thân thể mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, Quách Văn Thượng đành phải thôi. Trở lại sứ quán của Tống Quốc, giả vô quần bàn giao mạch đức mãn. Tức khắc để nhãn tuyến trong cung quan tâm động tính, đặc biệt là hai mẹ con kia. Được, Mạch Đức Mãn chắp tay lĩnh mệnh, đi chấp hành bố trí. Đi dạo một ngày, theo lý là hơi mệt chút, nhưng giả vô quần chắp tay lặng im ở dưới mái hiên, không biết nghĩ cái gì. Nguyên Tòng vẫn thủ ở bên cạnh, Ngụy Đa thì quét tước, lau bàn, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài nhìn lén một chút. Giả vô quần ở dưới mái hiên bỗng nhiên xoay người, đưa tay ra, Nguyên Tòng quay lưng, cảm thụ tay đối phương viết nội dung. Giả vô quần, một người bình thường, bên người có không ít pháp sư hỗ trợ điều trị thân thể, nhưng thường xuyên sẽ ho ra máu, là duyên cớ gì? Nguyên Tòng suy nghĩ một chút, trả lời, có lẽ thân thể không khỏe mạnh, có tu sĩ cũng khó có thể trị hết giả vô quần nếu như thân thể khỏe mạnh lại là cớ gì nguyên tòng có lẽ là lao tâm lao lực quá mức không thích hợp bị kích thích giả vô quần thả tay xuống suy tư nguyên tòng quay đầu lướt nhìn bỗng chủ động hỏi nếu người kia không cưới thì sao giả vô quần khẽ mỉm cười lại nhấc tay viết căn cứ ta hiểu rõ cả triều tấn quốc đều không chào đón hắn chỉ cần các loại nhân tố đúng chỗ hắn không cưới kết quả chỉ có một là rời tấn quốc tự ý rời đi sẽ mất đi lực lượng của tấn quốc chống đỡ không có Tấn Quốc che chở, này không phải là Nam Châu hy vọng nhìn thấy sao. Mà Tấn Quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn, lưu lại thì tất cưới, không cưới thì thoát đi, hắn chỉ có hai con đường này, tùy tiện hắn lựa chọn như thế nào cũng là Nam Châu hy vọng nhìn thấy. Nguyên Tổng yên lặng gật đầu, đã hiểu, giả vô quần, thân thể đích xác có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi trước. Nói xong xoay người rời đi, Nguyên Tổng quay đầu lại hô, Ngụy Đa, tiên sinh muốn nghỉ ngơi. Vâng, Ngụy Đa lập tức từ trong nhà chạy ra, theo đuôi giả vô quần tiến vào phòng, sau đó lại bước nhanh đi ra mang nước nóng tiến vào. Khi trở ra, hắn bưng một chậu nước bẩn, dày và y phục bẩn. Bất quá không vội vã đi giặt, mà tới dưới mái hiên thả xuống đồ vật trong tay, tiến đến trước mặt Nguyên Tòng hỏi. Giả tiên sinh đi lên núi, là làm sự tình gì? Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn hắn một cái, vốn không muốn nhiều lời, nhưng biết trách nhiệm của vị này, phụ trách đưa tin liên hệ, muốn nắm giữ tình huống bên này đúng lúc báo cho Nam Châu mà hắn cũng được nhiều hữu đạo giao phó, nói ngụy đa là người trung nghĩa, để hắn tận lực giúp một tay chiếu cố. Lên núi dân hương, Nguyên Tòng nói tình huống tỉ mỉ một lần, nghe xong, ngụy đa liên tục gật đầu, minh bạch, lại cúi người bưng quần áo bẩn đi xử lý, ngươi là đồ đệ của trưởng môn tiền nhiệm Thượng Thanh Tông. Nguyên Tòng hỏi, ngụy đa dừng bước, phải, Nguyên Tòng, sư phó đông quách hạo nhiên của nghiêu hữu đạo người biết bao nhiêu. Ngụy đa ngơ ngác, hàm hồ nói sự tình của trưởng lão ta không rõ ràng. Nguyên Tòng, Ngưu Hữu Đạo và Thượng Thanh Tông quan hệ e là không tệ như ngoại giới nghĩ chứ. Không tốt, Ngụy Đa lắc đầu, không biết vì sao vị này đột nhiên quan tâm những chuyện kia, nhưng vừa nhắc tới quan hệ của Ngưu Hữu Đạo và Thượng Thanh Tông, tâm tình hắn có chút tệ, bưng đồ cúi đầu rời đi. Không tốt, Nguyên Tòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói thầm. Không tốt có thể để ta chăm sóc ngươi, lúc trạng vạng đột nhiên vào tới mây đen, bao phủ bầu trời kinh thành tấn quốc bắt đầu nổi lên mưa nhỏ. Người đi đường vội vã, hoặc chạy về nhà, hoặc tránh né ở dưới mái hiên trốn mưa, bách tính đàm luận tối đa vẫn là chiến sự. Nguyên tòng thủ ở dưới mái hiên, một tấc cũng không rời. Ngụy đa tạm thời thả xuống xiêm y, vội vã chạy về, gión rén đẩy cửa vào, không dám quấy nhiễu xả vô quần ngủ say, nhẹ nhàng đóng ký cửa sổ, tiếp đó lại nhẹ bước đến trước giường, cẩn thận giúp xả vô quần đắp chăn, cuối cùng mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Cửa sổ nhẹ nhàng cọt kẹt, làm giả vô quần hơi mở mắt, nhìn theo bóng dáng ngụy đa rời đi, lại chậm rãi nhắm mắt. Một khi tiến vào trạng thái lao tâm lao lực, giấc ngủ của hắn sẽ không quá tốt, hơi có một chút động tính sẽ đánh thức. Mưa không lớn, nhưng lại kéo dài mấy ngày, tí tách tí tách liên tục. Nguyên Tòng vẫn thủ ở dưới mái hiên, thần thái an tường, dường như cực kỳ hưởng thụ cuộc sống như thế này. Nam Châu, trong mật thất, như hữu đạo thả xuống mật báo trong tay, nở nụ cười. Quản phương nghi cầm lên hắn xem mật báo, xem xong trà trà nói. Giả không lưỡi này quả nhiên ra tay không bình thường, cũng không uổng ngươi phí nhiều công sức đào hắn ra, bất quá còn không phải ngoan ngoãn nghe lệnh của đạo gia chúng ta, phải không? Có hiểm nghi nịnh hót sen lẫn trêu chọc, nghiêu hữu đạo lắc đầu, ta tự mình đi, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến từ hỏa thần miếu hạ thủ, có lẽ sẽ lấy biện pháp khác tiếp cận. Bất quá nhìn đến cái này, ta cuối cùng cũng coi như yên tâm, gia hỏa này hẳn sẽ không dễ dàng bị thiệu bình ba giết chết như vậy. Sáng sớm, Bình thường trời hẳn đã hơi sáng, nhưng bị mây đen bao phủ, bầu trời khó gặp quang minh, sắc trời y nguyên mông lung. Lan Quý Phi đã dậy rất sớm, tiến vào trong phòng nữ nhi, nói nhỏ gì đó. Hai ngày nay vẫn cùng nữ nhi lặng lẽ thương lượng căn dặn đối phương rất nhiều. Đợi hạ nhân đến báo, nói bách quan đã thượng chiều, hai mẹ con mới ra cửa. Trời lờ mờ sáng, mưa phùn bay phấp phới, Lan Quý Phi nhẹ nhàng đẩy nữ nhi một cái tiền đồ vận mệnh của mẹ con ta đều ở trong tay con đi đi thái thúc hoan nhi cắn môi đi vào trong mưa phùn lập tức có hạ nhân mang dù đuổi tới vội vã giúp thái thúc hoan nhi che mưa nhưng lan quý phi quát một tiếng không có chuyện gì của các ngươi để nàng đi thái dám nâng ô cứng đờ không dám vọng động mọi người nhìn bóng dáng của thái thúc hoan nhi lẻ loi biến mất ở trong mưa lạnh làm mẫu thân trung quy vẫn không yên lòng cuối cùng vẫn dẫn hai tùy tùng đi theo nhưng dừng lại ở xa xa nhìn nữ nhi đội mưa chậm rãi hành tẩu ở trên quảng trường trống rỗng nhìn nữ nhi chậm rãi đi về phía kim loan điện thái thúc hoan nhi đi rất trầm trọng có lẽ là vì nước mưa ướt đẫm xiêm y cảm giác có chút lạnh cung điện kia như quái thú chiếm giữ đại môn mở rộng như răng nanh miệng lớn có thể nuốt chừng tất cả để nàng có chút sợ sệt nhưng cuối cùng nàng vẫn đi tới trước ngọc thềm thủ tướng vội vàng đến ngăn cản nàng công chúa nơi này là kim loan điện không phải địa phương ngài nên tới mời về đi Thái Thúc Hoan Nhi hít sâu một hơi, ta muốn gặp bệ hạ, thủ tướng ngơ ngác, sau đó nhắc nhở, công chúa muốn gặp bệ hạ đợi tan chiều lại nói, hiện tại đang tảo chiều nghị sự, không thích hợp quấy dày. Thái Thúc Hoan Nhi, đi thông báo đi, thủ tướng nhìn nàng đội mưa mà đến, do so dự một chút, sau đó vẫy tay, để người trước tiên ngăn cản nàng, bản thân thì bước nhanh chạy lên bậc thang. Chờ một chút, trước cửa điện, một tên thái giám vội vàng chạy hạ xuống, cùng Thái Thúc Hoan Nhi khai thông một thoáng, sau đó lại cấp tốc chạy về. Thái giám đi sát phách tường tiến vào điện, không dám quấy nhiễu các đại thần nghị sự, đến bên cây cột dưới ngựa tòa, dựa vào cây cột che lấp, khom người ra hiệu. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng đang ở trên bảo tọa nghe tấu, đại nội tổng quản đào lược liếc mắt nhìn, biết thái giám đi tới khẳng định là có việc gấp, bằng không sẽ không dễ dàng tới quấy giày, chậm rãi dịch bước rời khỏi bảo tọa, nhẹ nhàng xuống bậc thang. Chương 1806, uy trấn triều đường. Đi tới bên cây cột, thấp giọng hỏi: có chuyện gì thái giám thấp giọng hồi đáp thất công chúa đến đội mưa đứng ở ngoài điện yêu cầu gặp bệ hạ đào lược hạ giọng nói hồ nháo kim loan điện là địa phương xử lý quốc sự đi nói cho công chúa đang tảo chiều để nàng trở về có sự tình gì để tan chiều lại nói thái giám kia nói tiểu nhân cũng khuyên nhưng thất công chúa nói rồi hiện tại nàng muốn gặp không để nàng gặp mà nói nàng sẽ chết ở bên ngoài nói là chúng ta bức tử nàng t đào lược cả kinh cũng có chút do dự, nếu bức người tự sát liền không xong, xảy ra sự tình như vậy, vị kia thật có khả năng làm được, thật muốn chết người mà nói, không phải là sự tình bọn hắn có bức tử hay không, truyền đi đều sẽ cho rằng là hoàng đế bệ hạ bức tử nữ nhi của mình. Hắn biết rõ, hoàng đế coi thất công chúa như hòn ngọc quý trên tay, cực kỳ thương yêu, xuất hiện sự tình như vậy hoàng đế cũng không muốn nhìn thấy, nhưng bệ hạ là vua của một nước, có chút sự tình không thể không làm. Sau khi sự tình phát sinh, hoàng đế cũng rất đau lòng nhưng hoàng đế sẽ không để người nhìn thấy thậm chí hoàng đế không dám đi gặp nữ nhi suy tư một chút nhấn tay ra hiệu hắn chờ sau đó xoay người rời đi cây cột che giấu không nhanh không chậm đến bên bảo tọa cúi người nói thầm ở bên tai thái thúc hùng bệ hạ thất công chúa đến đang đội mưa ở ngoài điện yêu cầu gặp bệ hạ thái thúc hùng bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía ngoài điện không nhìn thấy nữ nhi nhưng biết bên ngoài đang mưa ánh mắt lấp lóe nghiêng đầu thấp giọng nói không hiểu quy củ sao để nàng trở về, nói bản vương tan chiều sẽ gặp nàng. Đào lược, bệ hạ, thất công chúa nói rồi, nếu như hiện tại không gặp, nàng sẽ chết. Hai tay thái thúc hùng đột nhiên nắm chặt tay vịn hai bên, đốt ngón tay căng thẳng, nhìn chầm chầm bầu trời âm u bên ngoài. Tiếng nói trong điện không biết ở thời điểm nào dừng lại, dù các triều thần đều không biết phát sinh cái gì, nhưng đều nhìn ra bệ hạ có việc, từng cái từng cái theo dõi phản ứng của hắn, âm thầm phỏng đoán. Sau một lúc lâu, Thái Thúc Hùng từ từ nói để cho nàng vào đi. Đào lược lập tức xoay người, phất tay ra hiệu. Thái giám kia vội vàng chạy ra ngoài, ra điện thấy công chúa còn đứng ở trong mưa, vội vàng chạy xuống, phất tay lệnh binh sĩ ngăn cản tránh ra, dưới tình thế cấp bách chân trượt, trực tiếp ngã nhào, suýt chút nữa lăn xuống bậc thang. May mà bên cạnh có tướng sĩ khẩn cấp kéo hắn, bằng không lăn xuống như vậy, không vỡ đầu chảy máu mới lạ. Sau khi đứng lên lại liều mạng chạy xuống, các tướng sĩ thỉnh thoảng đưa tay, chỉ lo hắn lại ngã xuống, Thái giám có thể ra vào kim loan điện, có thể tùy thời nói chuyện với đại nội tổng quản Đào Lược, địa vị ở trong cung tuyệt đối không thấp. Chính bởi vì địa vị không thấp, mới biết khá nhiều sự tình trong cung, mới biết Bệ hạ hổ thẹn với nữ nhi, người hoàng đế để bụng, hắn làm sao có thể không để bụng. Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra, Bệ hạ có chỉ, tuyên thất công chúa vào điện. Thái giám vội vàng phất tay, đẩy lui thủ quân, lại đến trước mặt Thái thúc Hoan Nhi liên tục cúi đầu khom lưng nói: thất công chúa, bệ hạ tuyên ngài vào điện, thủ quân lui qua hai bên, thái thúc hoan nhi hít sâu một hơi, cất bước tiến lên thềm ngọc. Thất công chúa, ngài cẩn thận, ngày mưa bậc thang rất trơn. Thái dám nói, vẻ mặt đau lòng đưa tay giúp đỡ thái thúc hoan nhi, một tay khác giơ lên, giúp nàng che gió che mưa một chút. Đại điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, thấy thái thúc hùng và đào lược đều nhìn chầm chầm ngoài điện. Bọn hắn cũng quay đầu nhìn ra ngoài điện, đoán chừng là có người nào muốn tới chờ một lát hai người từng bước xuất hiện ở trong tầm mắt thái thúc hoan nhi leo lên thềm ngọc đến dưới mái hiên đại điện thì vung tay lên thái giám kia lui qua một bên thái giám vội vàng lui lại nhưng đào lược đứng ở trong điện nhìn hắn che mưa âm thầm gật đầu cảm thấy ở trước mặt bệ hạ làm tốt lắm là người dụng tâm hơn nữa có tâm ra hỏa này có thể dùng lan quý phi ở xa xa nhìn nhìn thấy nữ nhi vào điện khẩn trương tóm chặt xiêm y ở ngực đợi thái thúc hoan nhi bước qua ngưỡng cửa tiến vào đại điện một bước một vũng nước các đại thần mới thấy rõ nữ nhân cả người ướt nhẹp kia là ai thất công chúa đến rồi các đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi từng cái từng cái không lên tiếng ánh mắt lúc thì nhìn thái thúc hùng lúc thì nhìn thái thúc hoan nhi trong lòng thở dài thái thúc hoan nhi xuất hiện thậm chí để không ít triều thần trong lòng xấu hổ từ trình độ nào đó thái thúc hoan nhi hy sinh trả giá cũng là vì có thể để bọn hắn tiếp tục sừng sững ở trên triều đình hoặc là nói có thể còn sống đứng ở trong này Thái thúc hùng cao cao tại thượng mặt không hề cảm xúc, nhưng bản thân hắn cũng không biết mình như thế nào, dường như có thể thấy rõ trên gương mặt nữ nhi trượt xuống mắt, cũng gầy gò hơn rất nhiều. Nữ nhi lẻ loi, ướt xuống tựa như U Linh đi tới, làm hai tay hắn lần nữa nắm chặt tay vịt, đau lòng, đau lòng không cách nào hô hấp. Hắn nhớ mang máng khi nữ nhi còn bé ở trong ngực kéo tròm dâu của hắn, nói mơ ác mộng, mơ tới xuống ma ma đang mắng nàng. Hắn cười ha ha, ôm nàng nói, không cần sợ chỉ cần phụ hoàng còn sống, sẽ không để bất kỳ người nào thương tổn hoan nhi của phụ hoàng. Giờ khắc này hắn ý thức được, hắn nuốt lời, hơn nữa. Thái thúc hoan nhi dừng bước, nửa ngồi nửa quỳ hành lễ. Nữ nhi tham kiến phụ hoàng, thái thúc hùng nuốt một ngụm nước bọt, mới uy nghiêm nói. Miễn lễ, ai biết hắn vừa miễn lễ, thái thúc hoan nhi lại quỳ xuống hành đại lễ, lớn tiếng nói. Nữ nhi oan uổng, xin phụ hoàng giải oan cho nữ nhi nàng vẫn là lần đầu từ tiện xông vào chiều đường từ nhỏ được dạy dỗ chỗ này không phải địa phương các nàng có thể đến nhưng ngày hôm nay nàng đến rồi trước đó thời điểm mẫu thân buộc nàng đến nàng còn sợ sệt trước khi leo lên bậc thang nàng cũng khẩn trương nhưng đi vào nhìn thấy nam nhân cao cao tại thượng kia trong lòng bỗng dâng lên hận ý không sợ một chút cũng không sợ chưa bao giờ tỉnh táo qua như thế thanh âm lớn hơn nữa thẳng thắn dứt khoát oan uổng giải oan chúng thần hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ muốn nói sự tình tây bình quan sự tình này mọi người đều hết sức lảng tránh không ai đề cập lúc này mọi người càng ngày càng lặng lẽ không dám hé răng thái thúc hùng cũng sợ lần đầu cảm thấy có chút sợ ở trước mặt nữ nhi bị làm cho không biết nên nói tiếp như thế nào hắn có chút hối hận hối hận không nên nhẹ dạ để nữ nhi đi vào nhưng nữ nhi ở dưới tình huống như vậy nói muốn tự sát chỉ sợ không phải chuyện cười đào lược cũng im lặng không dám thở mạnh lặng lẽ quan sát thần sắc phản ứng của thái thúc hùng một đám nam nhân trong ngày thường quyền thế ngập trời cũng bị nữ tử yếu đuối kia dọa sợ không một người dám lên tiếng có người còn hơi rụt rụt thân thể lại có người thầm cười khổ bệ hạ a à, đang yên đang lành ngài để công chúa chạy vào làm gì huyên náo đến mọi người lúng túng ngài không nên để cho nàng đi vào a à? thái thúc hoan nhi lần nữa lớn tiếng nói nữ nhi oan uổng xin phụ hoàng giải oan cho nữ nhi lúc này thái thúc hùng mới tỉnh hồn bị làm cho không có biện pháp, không mở miệng không được a. À. trước tiên đứng lên lại nói. thái thúc hoan nhi lớn tiếng nói, nếu như phụ hoàng không nghe nữ nhi trần thuật oan tình, nữ nhi không dậy. trong lòng thái thúc hùng hơi có lửa giận, nhưng tận lực khắc chế nói. nói thái thúc hoan nhi, nữ nhi nghe được lời đồn đại, nói nữ nhi ở tây bình quan đã bị trần trường công làm bẩn thanh bạch, đây là tin đồn, tuyệt đối không có sự tình này. nữ nhi trong sạch, cùng trần trường công tuyệt đối không hề cầu thả nữ nhi chỉ là đi tới cổ vũ sĩ khí, xin phụ hoàng minh giám. chương 1807 bắc châu thứ sử thiệu bình ba một lúc nói lời này, trong đầu lóe qua từng hình ảnh nghĩ lại mà kinh, móng tay hãm sâu vào lòng thịt, cũng càng ngày càng hận nam nhân ngồi ở trên bảo tỏa kia. thái thúc hùng theo bản năng sừng sốt, chỉ là vì biện bạch mình mà đến, chúng thần hai mặt nhìn nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là muốn chỉ trích bệ hạ hy sinh nữ nhi thế nào thế nào thật như vậy mà nói vậy sẽ rất lúng túng. bất quá ánh mắt mọi người nhìn nhau trong lòng lại nói thầm loại sự tình này hơi có chút biết tin tức đều rõ ràng, sao có thể biện bạch được? trước khi nữ nhi mở miệng thái thúc hùng cũng cho rằng là sự việc như vậy, lúc này cũng thở vào nhẹ nhõm lại khôi phục khí thế đế vương cất cao giọng nói nữ nhi của bản vương trong sạch chỉ là đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí bản vương tất nhiên là rõ rõ ràng ràng thanh bạch hay không trong lòng hắn rõ ràng nhưng hắn có thể nói như thế nào có thể nói không thanh bạch sao thái thúc hoan nhi bỏ lên đứng thẳng xoay người đối mặt chúng thần lớn tiếng nói bản công chúa thanh bạch chư vị đại thần có thể tin không công chúa tự nhiên là thanh bạch lời đồn tuyệt đối không thể tin công chúa đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí trong sạch các đại thần rốt cục phát ra tiếng dồn dập biện bạch dù trong lòng không tin nhưng ai dám nói muốn chết sao thái thúc hoan nhi nhìn mọi người nhớ tới hôm nọ giả vô quần nói cho mẹ con các nàng luận khẩu thị tâm phi trong thiên hạ nơi đây thịnh nhất quả thế ngày hôm nay nàng xem như kiến thức phát hiện không có một người dám nói thật thái thúc hùng cao cao tại thượng nhìn chăm chú nữ nhi bị nước mưa làm ướt nhẹp hắn thật giống như chưa hề nhận thức hoàn toàn khác trước đây chỉ trích triều đình làm quần thần phủ phục thái thúc hoan nhi xoay người đối mặt vương tọa ánh mắt lấp lánh nói phụ hoàng nếu có người lại phỉ báng nữ nhi thanh bạch nên xử lý thế nào Thái thúc hùng trầm giọng nói, "Phát hiện một cái, Bản Vương liền giết một cái, người tùy ý phỉ báng Bản Vương chu cửu tộc của hắn." Thái độ của nữ nhi có thể nói biểu đạt rõ rõ ràng ràng, tỏ thái độ như vậy cũng là lòng mang hổ thẹn, muốn cho nữ nhi một câu trả lời. Chúng thần đối với chuyện này không có bất kỳ dị nghị, mặc kệ chân tướng thế nào, trở về căn dặn người nhà một tiếng, trong nhà bất kỳ người nào cũng không được lén lút nghị luận sự tình này, miễn cho gây rắc rối nhưng cái bàn giao này lại sao thể để thái thúc hoan nhi thỏa mãn lần này nàng đến không phải cần cái bàn giao như thế tại chỗ hỏi ngược lại phụ hoàng chu người dễ lòng người có thể chu hay không nếu như thế nhân miệng không dám nói rõ nhưng trong lòng nhận định nữ nhi chịu nhục lòng người như vậy chẳng phải nữ nhi vẫn hoan uổng chiều đường lại lâm vào yên tĩnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng đều hiểu có thể khống chế miệng mọi người đã rất miễn cưỡng trong lòng người ta nghĩ cái gì sao có thể quản vị công chúa này không phải cố tình gây sự sao. Nhưng thời điểm này không ai dám tiện nói gì, ra sự của bệ hạ vẫn là để bệ hạ đi xử lý đi. Thái Thúc Hùng nhìn nữ nhi, càng ngày càng nhìn không hiểu nữ nhi này, không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Thái Thúc Hoan Nhi lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh, nếu như người người đều nghĩ như vậy, để tương lai nữ nhi làm sao gả người. Thái Thúc Hùng từ từ nói, nữ nhi của bản vương, lo gì không ai thèm lấy. Thái Thúc Hoan Nhi bỗng nhiên xoay người đối mặt chúng thần, Nhìn chằm chằm một người hỏi: "Triệu đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngươi, muốn gả cho công tử, ngươi có bằng lòng hay không?" A, à, vị Triệu đại nhân kia giật nảy cả mình, bị nháo trở tay không kịp, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình này sẽ rơi vào trên đầu mình, mình tạo cái nhiệt gì a? À? "Này, này, mở cái chuyện cười gì, mình quyền cao chức trọng, để mình nhi tử cưới nữ nhân bị Trần Trường Công chơi đùa, hơn nữa đã thành chuyện cười, chẳng phải Triệu gia sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ sao?" Bình thường có thể lấy lý cự tuyệt, nhưng thời điểm này thật không biết nên làm sao cho phải. Ánh mắt tất cả mọi người dán vào hắn, Thái Thúc Hùng cũng lạnh lùng nhìn chăm chú đến, có được hay không là một chuyện, chỉ muốn xem vị này thái độ như thế nào. Có người lo lắng, có người âm thầm cười trộm, Triệu Đại Nhân cũng thấy hoàng đế nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng hắn không hổ là lão hồ ly, tài trí nhanh nhẹn, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, nhìn Thái Thúc Hoan nghi chắp tay nói. Mấy tiểu tử trong nhà thần không ra hồn hoặc là đã kết hôn, hoặc ngu ngốc, không xứng với công chúa. Thái Thúc Hoan Nhi đâu chịu dễ dàng buông tha, triệu đại nhân, có phải ngu ngốc hay không là chuyện khác, bản công chúa chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta nguyện gả, triệu gia có nguyện cưới hay không? Trong lòng triệu đại nhân khỏi nói buồn bực như thế nào, bình thường thật giống như không có thủ oán gì với vị công chúa này a, à, cần gì nhất định phải nhầm vào triệu gia, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn đối thủ trong triều, có chút hoài nghi có phải là ai cố ý dở trò xấu xui khiến hay không? Thái Thúc Hoan Nhi, triệu đại nhân không đáp, xem ra trong lòng là nhận định bản công chúa đã chịu nhục, không xứng với triệu gia. Triệu đại nhân vội nói, công chúa đa nghi rồi, có thể được công chúa lọt mắt xanh là vinh hạnh của triệu gia, nếu bệ hạ ban hôn, sao dám không theo. Hắn trực tiếp đá cầu về cho hoàng đế, để hoàng đế nhìn mà lo liệu, nếu như hoàng đế muốn hú hắn, vậy hắn cũng không phải ngồi không, để hoàng đế tự mình ước lượng đi, có muốn gây chuyện hay không. Thái thúc hoan nhi mặc kệ hắn, lại dán mắt vào một người khác. Cung đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngài, muốn gả đi, người có bằng lòng hay không? Có vết xe đổ, cung đại nhân bị điểm danh đã không chút hoang mang, học theo răm rắp nói. Có thể được công chúa yêu ái là vinh hạnh của cung gia, nếu như bệ hạ ban hôn, sao dám không theo? Cũng đá bóng về cho hoàng đế, Thái thúc Hoan Nhi lại hỏi một người khác, Thành tướng quân, công tử thành phủ có nguyện cưới bản công chúa không? Thành tướng quân cũng học theo răm rắp dập khuôn đáp. Thái thúc hoan nhi điểm danh mấy vị trọng thần, đạt được hồi phục đều như đúc. Có người ở trước ứng phó, người ở phía sau trả lời từng cái từng cái rất yên tâm, nhìn ra thái thúc hoan nhi chỉ là hỏi thái độ của mọi người, không phải thật muốn gả cho. Thái thúc hoan nhi hỏi một lần, sau đó xoay người, nhìn thái thúc hùng nói. Phụ hoàng, trong lòng chư vị đại nhân bản ý thế nào, nữ nhi không biết, nhưng nữ nhi vẫn là câu nói kia, chu người dễ, chu tâm khó, nữ nhi muốn không phải khẩu thị tâm phi, mà là người thiên hạ chân chính cho rằng nữ nhi thanh bạch thái thúc hùng cũng đã bình tĩnh lại hắn cao cao tại thượng nhìn quen chiều đường đấu đá xem như là nhìn ra nữ nhi nói liên tiếp tuyệt đối không phải bắn tên không đích dường như sớm có dự định hắn ngược lại muốn nhìn xem nữ nhi muốn làm gì ngươi muốn thế nào thái thúc hoan nhi nữ nhi xuất thân hoàng gia là công chúa tấn quốc tự biết không có đạo lý gả cho bình dân nếu như lúc này quan viên trong triều đều không muốn cưới nữ nhi trái lại vội vã tùy ý gả cho một người người thiên hạ sao có thể không hiểu lầm nếu như lúc này đại quan trong triều nguyện cưới nữ nhi tự có thể chứng minh nữ nhi thanh bạch phụ hoàng vì nữ nhi thanh bạch nữ nhi muốn gả người xin phụ hoàng ban hôn chúng thần hai mặt nhìn nhau hóa ra đi một vòng vị công chúa này vẫn là muốn gả cho thế gia nào đó nhất thời từng cái từng cái lo lắng đề phòng lo lắng thật điểm chúng nhà mình thì xui xẻo tám đời đặc biệt là triệu đại nhân bị điểm danh đầu tiên trái tim bình bịch trong lòng nói thầm vì cái gì hỏi hắn trước tiên. Thái Thúc Hùng nhìn phản ứng của chúng thần, Hoan Nhi, muốn gả người là chuyện tốt, nhưng đây là gia sự, không thích hợp thảo luận ở trên chiều đi về trước đi, quay đầu lại Bản Vương cùng Mẫu phi ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng, Bản Vương cam đoan với ngươi, nhất định vì ngươi tìm được một lang quân như ý. Chương 1808, Bắc Châu thứ sử, Thiệu Bình 3. 2. Thái Thúc Hoan Nhi đầu chịu dễ dàng lui ra, lớn tiếng nói: Công chúa của một nước, gả người hơn nữa là gả cho người nhà quan lại, đâu chỉ là gia sự. Nữ nhi vì cổ vũ quân tâm sĩ khí, thân phó tiền tuyến, chính là vì quốc mạo hiểm, bây giờ lại rơi vào bêu danh như vậy, đâu chỉ là gia sự. Tướng sĩ có công còn muốn luận công hành thưởng, nữ nhi ngược lại không mặt mũi gặp người. Phụ hoàng, cũng không phải nữ nhi không chịu nghe lệnh lui ra, mà là trong lòng nữ nhi đã có lang quân như ý, nhưng sợ các đại thần trong chiều phản đối, lại sợ phụ hoàng nuốt lời, vì vậy nữ nhi muốn ở trước mặt bách quan và phụ hoàng, hỏi phụ hoàng một câu trước khi nữ nhi đi vào tây bình quan phụ hoàng từng đáp ứng nữ nhi một yêu cầu phụ hoàng còn nhớ không đã có lang quân như ý chúng thần lại ứa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi từng cái từng cái đau lòng đều cân nhắc ai nha công chúa nháo đến mức độ này thật muốn tại chỗ nói ra sợ là chạy trời không khỏi nắng đặc biệt là những đại thần có con phù hợp rất lo lắng bị công chúa vừa ý thái thúc hùng bản vương tự nhiên còn nhớ cho ngươi đưa ra một điều kiện nhưng điều kiện này là có tiền đề, cần hợp tình hợp lý. Thái thúc hoan nhi, nữ nhi vì nước phó hiểm, rơi vào mức độ như vậy, người người ghét bỏ, không người dám cưới, sợ là sẽ làm lỡ cả đời, bây giờ chỉ xin phụ hoàng ban hôn, lẽ nào ngay cả như vậy cũng quá đáng, cũng không tính hợp tình hợp lý sao. Ngoài điện, Lan Quý Phi nắm chặt vạt áo, rất khẩn trương thấp thỏm. Trên chiều đến tột cùng sẽ phát sinh tình huống gì, giả vô quần khó có thể xác định, bất quá lúc ở thần miếu đã dạy phương pháp ứng biến. Tuy biện pháp rất tốt, nhưng Lan Quý Phi lo lắng nữ nhi thượng triều sẽ khẩn trương sợ sệt, sẽ nói không rõ ràng, dẫn đến không cách nào đạt được hiệu quả. Lúc này chỉ sợ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi không chỉ không xuất sắng, trái lại cực kỳ bình tĩnh, ứng biến phải nói học một biết mười nha. Trong điện Thái thúc hùng trầm mặc, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thần, trong lòng nói thầm, này cũng có thể xem như là một biện pháp. Nữ nhi xảy ra sự tình như vậy, thay đổi ban hôn bình thường mà nói, sợ là đám gia hỏa này đều sẽ từ chối không chịu đáp ứng, bây giờ nữ nhi nháo thành như vậy. Ha ha, làm phụ thân, ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ, lang quân như ý trong lòng nữ nhi sẽ là ai. Hắn muốn nhìn xem nữ nhi đưa ra tình huống lại quyết đoán. Một đám đại thần lưu tâm đến ánh mắt của bệ hạ, đều bị ánh mắt kia làm cho trong lòng sợ hãi. Thái Thúc Hùng từ từ nói, chư vị, lang quân như ý trong lòng công chúa là nhà ai, bản vương cũng không biết, bản vương chỉ muốn hỏi chư vị một câu, có nguyện giúp bản vương phân yêu hay không phân yêu, nguyện phân yêu mới lạ, trong lòng từng cái từng cái khó chịu, trong trăm miệng một lời nói. Nguyện vì bệ hạ phân yêu, thái thúc hùng, nếu như công chúa tuyển chọn nhà ai, có nguyện cưới hay không? Chúng thần dường như thương lượng tốt rồi, lại lần nữa trăm miệng một lời. Nguyện cưới, khẩu thị tâm phi đến mức độ này, từng cái từng cái ngay cả mình cũng cảm thấy quá đáng. Tốt, thái thúc hùng gật đầu khen ngợi một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người nữ nhi. Hoan nhi, lang quân như ý của ngươi là công tử nhà ai không ngại nói nghe một chút trong lời nói y nguyên để lại chỗ trống không có nói chết để cho bản thân nắm giữ quyền quyết định cuối cùng thái thúc hoan nhi không mang theo do dự nói bắc châu thứ sử thiệu bình ba tấn quốc trước không tiện thu xếp chức quan cho thiệu bình ba thái thúc hùng nghĩ đến diệu chiêu niêm phong chức quan của thiệu bình ba ở nước khác không để triều thần chê trách lại cho thiệu bình ba đãi ngộ tương ứng cấp bậc thiệu bình ba cả điện an tính bách quan đều sửng sốt tại chỗ Vậy mà là Thiệu Bình Ba, Thái Thúc Hùng cũng có chút há hốc mồm, cái kết quả này chân chính vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thái Thúc Hoan Nhi Hùng Hồn nói, nữ nhi đi tới Tây Bình quan cổ vũ quân tâm sĩ khí, chính là Thiệu Bình Ba hiến kế, cũng bởi vậy dẫn đến thanh danh của nữ nhi chịu nhục. Nữ nhi có phải thanh bạch hay không, Thiệu Đại Nhân rõ rõ ràng ràng, nữ nhi không cách nào tự biện, sợ là Thiệu Đại Nhân cũng không cách nào giúp nữ nhi biện giải rõ ràng, nếu như Thiệu Đại Nhân nguyện cưới nữ nhi, lời đồn tự sụp đổ. Thái Thúc Hùng ngây người, sau đó gương mặt đen lại, đối với Thiệu Bình Ba, hắn là cực kỳ thưởng thức. Đặc biệt là lần mưu quốc chi chiến này, năng lực của Thiệu Bình Ba đạt được xác nhận, xương khó gặm như Tây Bình Quan, toàn bộ hắc thủy đài cũng không làm gì được, Thiệu Bình Ba vừa ra tay liền giải quyết, càng làm cho hắn thưởng thức không ngớt. Quá trình giải quyết Tây Bình Quan có lẽ có chút không vẻ vang, cũng làm hắn trả giá một nữ nhi, nhưng mưu quốc chi tranh, người thắng làm vua, người thua làm giặc, trên chiến trường binh bất yếm trá, ai còn quan tâm có hảo quang hay không? Có nhân tài như thế giúp đỡ, lo gì không bình được thiên hạ, nhân tài như vậy sao có thể không quan tâm? Nữ nhi có phải thanh bạch hay không? Hắn biết rõ, nếu như bởi vậy trêu đến Thiệu Bình ba chịu nhục oán hận, sẽ cái được không đủ bù đủ cái mất, nữ nhi gả ai cũng được, chỉ có gả cho Thiệu Bình ba là không thích hợp, này không phải đạo lý đối đãi với công thần. Bách quan sát ngôn quan sát sớm có một bộ huống hồ rất nhiều người bất mãn vì thiệu bình ba vô duyên vô cớ được sủng ái, vừa thấy thần sắc của bệ hạ hiển nhiên không thỏa mãn nhân tuyển ban hôn, vừa rồi còn hỏi mọi người có nguyện ý phân yêu hay không, làm sao vừa đến trên đầu thiệu bình ba liền không được. Bệ hạ càng sủng tín thiệu bình ba như vậy, mọi người càng ngày càng bất mãn. Diệu, có người tán thưởng một tiếng, bệ hạ, này đích xác là biện pháp vẹn toàn đôi bên, thần xin bệ hạ chấp thuận vụ hôn nhân này. Bệ hạ, công chúa nói không sai, thiệu đại nhân chính là người trong cuộc, cưới công chúa, lời đồn tự sụp đổ. Bệ hạ, thiệu đại nhân được bệ hạ yêu ái, nên vì bệ hạ phân yêu. Người bệ hạ vừa ý nhất định không tệ, thiệu đại nhân chính là thanh niên Tuấn Kiệt, cùng công chúa trai tài gái sắc, có thể nói lương phối. Bệ hạ, đã là bệ hạ hứa hẹn công chúa, quân vô hí ngôn, không thể nuốt lời. Bệ hạ, thiệu đại nhân ở đâu, không ngại mời đến chiều đường, ngay mặt hỏi ý kiến của thiệu đại nhân thế nào. Người nói lời này vốn vô tri thiệu bình ba căn bản không ở trong kinh, nhưng mấy vị đại thần hàng đầu lại không kêu tiếng nào nhìn nhau cũng biết những người này dụng tâm ác độc chỉ cần gọi thiệu bình ba thượng triều trước đó mọi người đều đáp ứng vì quân phân yêu nguyện cưới thiệu bình ba làm sao có thể cử tuyệt này là muốn bức thiệu bình ba đáp ứng dù mấy vị đại thần hàng đầu cũng khá bất mãn khi bệ hạ sủng tín thiệu bình ba nhưng biết cơ mật trong triều bọn hắn biết bây giờ thiệu bình ba đang làm gì đang vì chiến sự thuận lợi khổ tâm chuẩn bị trong lúc nhất thời không thể xuất hiện ở trên triều đường mọi người xôi trào dồn dập nhất trí, trong mắt Thái Thúc Hùng mơ hồ có lửa giận, làm sao có thể không nhìn ra một đám đại thần bất mãn với Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hoan Nhi cũng nhìn phản ứng của mọi người, phát hiện ẩn tướng giả vô quần nói không sai, Thiệu Bình Ba trong chiều không người, thế đơn lực bạc, một khi thuận gió đốt lửa, tất sẽ cháy lan đồng cỏ, tình cảnh này thật không sai. Nói đến sự tình chiều chính, giả vô quần là người nào? Cùng tống thừa tướng tử Bình Hưu ở chung nhiều năm, biết rõ chiều chính, điều động ở phương diện này, là nghiêu hữu đạo cũng kém xa. Nếu như nghiêu hữu đạo động thủ, coi như có biện pháp, cũng sẽ là một loại phương thức khác. Thái thúc hoan nhi cũng lưu tâm đến mấy người còn không lên tiếng, lập tức nói. Nếu có người cảm thấy bản công chúa không xứng với thiệu bình ba, nếu có người muốn chứng minh thanh bạch của bản công chúa, muốn bản công chúa gả cho công tử nhà mình, bản công chúa cũng sẽ thận trọng cân nhắc. chương 1809, lẽ nào có lý đó? Lời này không phải giả vô quần dậy, lời này rõ ràng là uy hiếp chúng thần ai dám có dị nghị ta gả không được sẽ gả cho con của các ngươi mấy vị đại thần kia liếc nhìn nhau ngầm cười khổ không ngớt làm sao có thể nghe không hiểu công chúa đang uy hiếp bọn hắn mặc dù biết là uy hiếp bọn hắn nhưng bọn hắn không thể không nhảy hố a à. nếu như thiệu bình ba quật khởi đối với bọn hắn không có chỗ tốt cũng không phải người phe phái của bọn hắn bọn hắn không có tất yếu giúp thiệu bình ba nhưng thân là người biết sự tình cũng biết thời điểm này không thích hợp bỏ đá xuống giếng, giữ yên lặng mới tốt. Bất quá bọn hắn xem như nhìn ra, người khác đại thể cũng nhìn ra, công chúa cắn thiệu bình ba, là hận thiệu bình ba phá hủy nàng, này là muốn trả thù thiệu bình ba. Thái thúc hùng tự nhiên cũng nhìn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, ngày hôm nay hắn xem như cũng nhận thức nữ nhi bảo bối của mình, không nghĩ tới lại có bản sự chỉ trích chiều đường làm quần thần bó tay nghe lệnh. Mới đầu cũng có chút hoài nghi nữ nhi bị người xui khiến, nhưng quan sát một lúc phát hiện không đúng, biện pháp có thể được người dạy dỗ, nhưng bình tĩnh thong dong lại không phải dạy liền có thể dạy ra. Đáng tiếc là thân nữ nhi, nếu không bằng bản sự của nữ nhi ngày hôm nay, trong lòng hắn nói thầm, nếu là nhi tử, chỉ sợ hắn sẽ coi như người thừa kế hoàng vị đến bồi dưỡng. Mắt thấy quần thần ồn ào liên tục, rõ ràng là muốn bức cung, làm hắn giấy lên lửa giận, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng sự tình này, đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Ở trên kim loan điện ồn ào, giống như phố phường vô lại còn thể thống gì chờ các người bình tĩnh lại nói bãi triều tìm cái cớ phất tay áo rời đi không có biện pháp ở lại a à, đối mặt quần chúng nhất trí lại ở lại sợ là không đáp ứng cũng phải đáp ứng bãi triều đào lược hô lập tức xoay người chạy theo hoàng đế phụ hoàng chẳng lẽ thật muốn nuốt lời nếu như không làm được vì sao phải đáp ứng nữ nhi thái thúc hoan nhi hô to một tiếng nàng là muốn bước cung các triều thần cũng không buông tha có người hô to. Bệ hạ, sự tình trinh quân còn chưa thương nghị xong, cớ gì bãi chiều. Bệ hạ, không để ý quốc gia đại sự, còn thể thống gì a? À. Thái thúc hùng làm như không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ, xoay người đi nhanh. Người đã chạy, ai còn có thể xông tới kéo hoàng đế trở về, không dám, cũng không có bản sự kia, tự tiện xông vào cũng không cách nào tiếp cận thái thúc hùng, chỉ có thể tan chiều. Đối mặt chúng thần tản đi, thái thúc hoan nhi lạnh lùng nói. Nếu ta không gả được cho thiệu bình ba, sẽ gả vào nhà các ngươi. Lời này thật không phải giả vô quần dậy, chúng thần không còn gì để nói, đã có mục tiêu nhất trí, thì không sợ nàng uy hiếp. Bất quá nói ngược lại, này cũng coi như một bài học nhớ đời, tốt nhất là đừng làm cho vị công chúa này cảm thấy chướng mắt, bằng không thật gào khóc muốn gả vào nhà mình mà nói, người tiếp hay không tiếp. Chúng thần lục tục chắp tay, không có nhiều lời, dồn dập xoay người rời đi. Bệ hạ vì thiệu bình ba, lại phất tay áo bỏ đi, lẽ nào có lý đó, hôn quân sự tình thiệu bình ba gây ra cũng nên tự mình xử lý sạch sẽ a à. này đích xác là biện pháp vẹn toàn đôi bên đã có thể trả công chúa thanh bạch lại có thể vì bệ hạ phân yêu hắn thân là người trong cuộc cực kỳ thích hợp chư vị sự tình hoàng gia cũng là đại sự trong triều ngày mai chúng ta nên cùng thượng tấu không sai việc quan hệ tới uy nghiêm và thanh bạch của hoàng gia sao có thể trò đùa chúng ta nên khuyên bệ hạ tỉnh ngộ không thể vì tư quên công tán thành chúng ta tán thành, một đám thái giám mang dù chạy tới, các đại thần từng cái từng cái cầm dù mở ra, che dù đi xuống thềm ngọc, nghị luận sôi nổi. Thái giám trước đó té lộn mèo nghe vậy âm thầm lắc đầu, đám đại nhân này là muốn liên thủ dồn thiệu đại nhân vào chỗ chết ga. Chờ thấy thái thúc hoan nhi từ trong điện đi ra, trên tay thái giám chuẩn bị tốt cây dù lập tức mở ra, che thái thúc hoan nhi rời đi. Nhìn thấy tan chiều, nhìn thấy nữ nhi trở về, lan quý phi lòng tràn đầy thấp thỏm. Lạch cạch, à, trở lại ngựa thư phòng, Thái Thúc Hùng phát tiết tức giận, đập phá chén trà rít gào. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Đào lược thúc thủ ở bên cạnh, hắn biết bệ hạ bị cả triều và nữ nhi bức cung, tức giận khó tiêu, hắn không dám hé răng, lặng lẽ phất tay ra hiệu tiểu thái dám đi vào thu thập. Hừ hừ, thật không nghĩ tới, nữ nhi của bản vương thật có tiền đồ, sự tình này nhất định có người xúi dục. Thái Thúc Hùng đột nhiên nhìn lại, hò hét, đi, gọi Lan Quý Phi tới. Vâng, đào lược lĩnh mệnh, xoay người phất tay ra hiệu, một thái giám cúi người rời đi. Mà lúc này Lan Quý Phi đã gặp nữ nhi, cảm ơn thái giám che dù, đợi thái giám kia rời đi, lập tức thấp giọng hỏi. Thế nào, thái thúc hoan nhi, đã chiếu mẫu thân phân phó hoàn thành. Khi nói, trong mắt lóe lên hận ý, trong đầu tràn đầy cảnh tượng phụ hoàng phẩy tay áo bỏ đi, nguyên lai phụ hoàng tình nguyện nàng thân bại danh liệt, cũng không muốn ủy khuất một thần tử. Lan Quý Phi, phụ hoàng ngươi nói thế nào, thái thúc hoan nhi cắn răng nói không hề nói gì bãi chiều rời đi lan quý phi lo lắng chỉ mong tiên sinh nói không sai đi trở về tắm nước nóng quay đầu lại cùng nương hảo hảo nói tình hình lúc đó nhưng còn không trở lại cung quý phi liền có một tên thái giám chạy tới truyền lời lan quý phi bệ hạ mời quý phi nương nương tức khắc qua một chuyến hoàng đế triệu kiến không có biện pháp lan quý phi đành phải giao nữ nhi cho hạ nhân chiếu cố hít sâu một hơi theo thái giám rời đi nàng biết hiện tại đến phiên nàng vào sân trong lòng cũng rất khẩn trương. Đến ngự thư phòng, đi vào vừa muốn hành lễ bái kiến, Thái Thúc Hùng bình tĩnh vung tay. Không cần, Thái Thúc Hùng đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói. Sự tình hoan nhi xông vào kim loan điện, người có biết không? Lan Quý Phi ủy khuất nói. Thân thiếp có biết, bản vương không tin nàng chừng mười mấy tuổi có thể hiểu những chuyện này. Thái Thúc Hùng cắn răng, bỗng nhiên gầm lên. Ai dạy nàng, Lan Quý Phi ủy khuất hóa thành nước mắt, quỳ ở dưới chân hoàng đế, ôm lấy chân hắn khóc giống nói. Bệ hạ, kia là Hoan Nhi, là nữ nhi ngài yêu thương nhất. Hoan Nhi muốn tìm cái chết, nếu không phải thần thiếp phát hiện đúng lúc, Hoan Nhi đã tự sát rồi. Nữ nhi chịu ủy khuất lớn như vậy, ngay cả địa phương tố khổ cũng không có, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng không muốn gặp nàng, cũng vứt bỏ nàng, ngài để nàng nghĩ như thế nào. Nàng nghĩ không thoáng, nàng muốn tìm cái chết, thần thiếp thực không có biện pháp, đành phải ra hạ sách này, đành phải dạy nàng như vậy. Bệ hạ, nhân ngôn đáng sợ, lẽ nào ngài thật muốn giết chết nàng sao? Kia là cốt nhục của thần thiếp, thiệu bình ba bước nữ nhi của ta thành như vậy, chỉ có hắn cưới nữ nhi ta mới có thể chứng minh nữ nhi ta thanh bạch, ta không tìm hắn thì tìm ai? Chỉ cần có thể bảo đảm nữ nhi, thần thiếp tình nguyện chết. Bệ hạ, xin ngài thương xót, cứu hoan nhi đi. Khóc có thể nói tan nát cõi lòng, vừa đến liền chuẩn bị tốt, chỉ có một biện pháp, khóc khóc vào chỗ chết, có thể khóc thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu, cũng cắn chết là mình dậy, nàng không ngốc, nói là mưu sĩ ngoại quốc dậy, chẳng phải tự tìm phiền phức. Hiện tại nàng phải hung hăng khóc, khóc chết đi sống lại, Thái Thúc Hùng muốn hỏi cái gì cũng hỏi không rõ, cuối cùng không kiên nhẫn vung tay lên. Đào lược gọi người đến, dẫn Lan Quý Phi trở về. Trong ngựa thư phòng an tính, nhưng bên tai Thái Thúc Hùng y nguyên vang vọng tiếng khóc thê thảm của Lan Quý Phi, mẫu thân thương con sốt ruột có mấy lời quả thật làm cho hắn thay đổi sắc mặt, gò má căng thẳng, hai tay nắm chặt. Hô, thật không dễ dàng tỉnh táo lại, thái thúc hùng ngửa mặt lên trời ra một hơi, chậm rãi bồi hồi. chương 1810, Cao Phẩm, Lý Tính nói cho hắn, hắn không nên ủy khuất thiệu bình ba, cơ mà từ cảm tình, thiệu bình ba đích xác phải vì việc này nhận chút trách nhiệm, biện pháp của hai mẹ con cũng có thể xem như là một biện pháp rất tốt. Trọng yếu là hắn biết rõ, có vài sự tình không phải hắn tan chiều chạy mất liền hữu dụng, quần thần đã tìm được mục tiêu công kích, đàn sói mở miệng, không cắn được thịt là sẽ không bỏ qua. Chờ xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có một đống tấu trương bay nhào đến, sẽ dùng sự tình này dìm ngập hắn. Mọi người chiếm lý sẽ bước đến hắn đáp ứng mới thôi. Mà thiệu bình ba giường như cũng không có đường lui, không đáp ứng mà nói, công lao lại lớn cũng không chịu nổi chiều chính há mồm chỉ trích. Hiện tại hắn không muốn gả nữ nhi này cũng không được, nói cho cùng, tính chất của sự tình này đã biến, đột nhiên biến vị, đã không phải sự tình hắn có gả nữ nhi hay không mọi người nhằm vào là Thiệu Bình Ba. Mọi người đã nhìn ra hắn muốn trọng dụng Thiệu Bình Ba, một khi trọng dụng Thiệu Bình Ba, thì ý nghĩa sẽ gánh vác quyền lực của những người kia, ý nghĩa những người kia phải mất đi một số lợi ích, này là những người kia không muốn nhìn thấy. Những người kia biết cản không được hắn, muốn dùng công chúa đến nhục nhã Thiệu Bình Ba, tốt nhất có thể làm cho Thiệu Bình Ba biết khó mà lui. Đùng, thái thúc hùng nện bàn, có thể nói hận đến nghiến răng, một đám hỗn trướng, cho rằng cưới nữ nhi của hắn là nhục nhã hắn hận không thể làm thịt bầy hốn trướng này, nhưng có chút sự tình coi như hắn làm được, cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn không thể làm như vậy, cũng không làm được, bao nhiêu đại thần có quan hệ thông gia với đệ tử khí Vân Tông, nhiều năm như thế toàn bộ triều đình Tấn Quốc đã sớm dung hợp với khí Vân Tông, không có lý do hợp tình hợp lý là không thể giết bừa. Coi như có lý do hợp tình hợp lý, cũng không thể đại khai sát giới với triều thần. Sau khi tỉnh táo lại, vẫn là phải đối mặt, sau khi bồi hồi một lúc lâu, bỗng dừng bước gọi đào lược đào lược bước nhanh đến trước mặt hắn đáp một tiếng bệ hạ thái thúc hùng nhưng trầm mặc một hồi lâu sau dường như làm ra quyết định cuối cùng hôm nay trong chiều phát sinh sự tình tỉ mỉ báo cho thiệu bình ba đào lược đợi một chút thấy không có lời sau thử hỏi bệ hạ có ý chỉ cho thiệu đại nhân không thái thúc hùng bản vương không có bất kỳ ý chỉ gì hắn là người thông minh không cần bản vương nhắc nhở hắn sẽ làm ra lựa chọn vâng lão nô sẽ đi an bài Đào lược đáp lại, không người, xoay người rời đi. Thái thúc hùng chắp tay, ngửa mặt lên trời nhắm mắt. Trước tiên là thất công chúa đội mưa sông vào kim loan điện, sau khi tan chiều, thái thúc hùng lại triệu kiến lan quý phi, còn phát sinh cái gì, trước mắt vẫn chưa biết được, còn cần tiếp tục chậm rãi tìm hiểu, sự tình này không thể nóng vội. Trong sứ quán Tống Quốc, sứ thần Mạch Đức Mãn tìm giả vô quần, báo tin tức thăm dò được. Giả vô quần khẽ cười gật đầu, biểu thị biết rồi, nhấc tay ra hiệu Mạch Đức Mãn đi đi mạch đức mãn chắp tay xin cáo lui không có ngoại nhân tuy nguyên tòng không thích nhiều lời ở trước mặt người nhưng sợ bên nghiêu hữu đạo bàn giao sự tình có sơ sẩy vẫn thiện ý nhắc nhở một tiếng nếu ta là thiệu bình ba coi như đáp ứng cũng có thể tìm lý do kéo dài hôn kỳ chờ đợi chuyển cơ giả vô quần nở nụ cười lắc đầu làm cho người ta cảm thấy loại thuyết pháp kia quá nông cạn nguyên tòng làm sao lẽ nào ta nói không đúng giả vô quần trầm mặc vốn không muốn giải thích thêm cái gì bất qua thấy đối phương ham học hỏi, vẫn đưa tay ra. Nguyên Tòng xoay lưng, giả vô quần viết, trên chiều có lẽ không phải địa phương nhân tài đông đúc gì, nhưng đều là một đám người khôn khéo, ở trước mặt bọn hắn chơi chiêu lừa bịp kia, bọn hắn thấy nhiều lắm, là chơi không được. Thiệu Bình Ba không đáp ứng thì thôi, một khi đáp ứng, những người trong chiều kia sẽ không cho phép hắn kéo, coi như Thiệu Bình Ba bệnh sắp chết, những người kia cũng sẽ tìm lý do khiêng hắn vào động phòng. Thất công chúa có thể thủ tiết hay không không phải bọn hắn quan tâm. Người có tin không, bọn hắn sẽ rất nhiệt tâm giúp thất công chúa định ra ngày lành tháng tốt. Nguyên Tổng im lặng, ngẫm lại đích xác có khả năng này, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, phát hiện vị này không hổ là ẩn tướng của Tống Quốc, quá hiểu sự tình triều chính. Một trận đại bại, thế tiến công của quân tấn ở về quốc gặp khó khăn, không thể không lùi lại, đợi đến khi xây dựng lên phòng tuyến vững chắc lần nữa, quân tấn ở dưới sự đè ép của quân tề, rốt cuộc ổn định trận tuyến. Trong trung quân, Cao Phẩm Thu được tin tức ở Kinh Thành đang lắc đầu thổn thức, bỗng nhiên có một tiểu tướng bẩm báo. Bẩm đại tư mã, Bắc Châu Thứ Sử Thiệu Bình Ba Thiệu Đại Nhân cầu kiến. Ê, Cao Phẩm theo bản năng nhìn tin tức trong tay một chút, chính là võ tướng ở trên chiều truyền đến tin tức công chúa bức hôn, đang thổn thức đây, không nghĩ tới đối tượng công chúa bức hôn đến rồi, này cũng thật là. Cho mời, chờ một chút, Thiệu Bình Ba Phong Trần mệt mỏi dẫn tùy tùng Thiệu Tam Tỉnh đi vào bái kiến. Hạ quan tham kiến đại tư mã miễn lễ miễn lễ cao phẩm cười ha ha bước nhanh ra tự mình tiến lên đưa tay đi đỡ sau khi nâng dậy trên dưới đánh giá thấy vị này tuổi còn khá trẻ nhưng mặt đầy phong xương liên tục gật đầu vỗ cánh tay thiệu bình ba thiệu đại nhân cực khổ rồi này cũng không phải làm bộ làm tịch mà là thật thưởng thức thiệu bình ba tuy mới vừa bị ngăn trở nhưng hắn thân là người chế định kế hoạch tác chiến cùng kế hoạch bên thiệu bình ba đồng bộ hợp tác một chút cơ mật trọng đại đại thần trong triều không biết nhưng hắn rõ ràng quân tấn có thể thuận lợi đánh vào vệ quốc, cấp tốc chiếm lĩnh Tây Bình Quan, Thiệu Bình Ba không thể không kể công. Thiệu Bình Ba tất nhiên là khiêm tốn một phen, sau khi khách sáo, cao phẩm lệnh người chuyển đến bàn ghế, mời Thiệu Bình Ba ngồi, cũng sai người dâng trà. Hai người ngồi đối diện, Cao Bằng thử dò xét nói. Thiệu đại nhân hành tung ẩn náu ở hậu trường, vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này lộ diện, không biết là vì chuyện gì. Thiệu Bình Ba, tất nhiên là vì chiến sự mà tới. Cao phẩm à lên một tiếng, tiếp tục thăm dò. Thiệu đại nhân nhận được tin tức từ kinh thành chưa? Thiệu Bình Ba lập tức nhận ra được một chút dị thường, vị chủ soái này không quan tâm chiến sự, trái lại thần thần bí bí là cớ gì? Không khỏi hồi phục, mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức bên kinh thành, không biết cao đại nhân chỉ phương diện nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn không biết, cao phẩm nhất thời yên tâm, hắn còn tưởng Thiệu Bình Ba lộ diện là vì sự tình kinh thành đến tìm hắn hỗ trợ nếu thật như vậy mà nói không khác nào đối kháng đại thần cả triều sẽ để hắn khó xử đã còn không biết lập tức khoát tay nói thôi sự tình trong kinh chúng ta là tướng bên ngoài cũng ngoài tầm tay với không đề cập tới cũng được thiệu đại nhân mới vừa nói chiến sự là cung cấp tình huống mới sao trong mắt thiệu bình ba lóe lên hồ nghi nhưng tạm thời nhấn xuống không đề cập tới trước tiên nói chính sự nếu có tình huống mới bên đại tư mã hẳn là có thể trước tiên nhận được thông báo hạ quan đến không phải cung cấp tình huống mới lần này đến là muốn thỉnh giáo đại tư mã hay cao phẩm xua tay người ta hợp tác không nói thỉnh giáo gì trong quân luôn sảng khoái không cần những cong cong nhíu nhíu kia lão để có chuyện nói thẳng thiệu bình ba cười cợt vậy hạ quan liền nói thẳng xin hỏi đại tư mã đánh giá hô diên vô hận thế nào đánh giá cao phẩm dừng một chút sau đó thần sắc thổn thức lắc đầu cười khổ ở trước mặt lão đệ ta cũng không cần giấu giếm thế nhân đều nói yên sơn minh, tề vô hận. Theo ta, thực không phải chỉ là hư danh, hô diên vô hận chính là trở ngại to lớn nhất của quân tấn ta. Cũng không phải ta tăng trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, mà là cao mỗ không bằng hắn. chương 1811, một đám loạn thần tặc tử. Một, sắc mặt thiệu bình ba nghiêm nghị, đại tư mã khiêm tốn như vậy, hạ quan không biết là nên thưởng thức đại tư mã tự mình biết mình, hay nên nói đại tư mã quá khiêm tốn. Cao phẩm xua tay, hay, không bằng chính là không bằng, bị người ta đánh bại ngay mặt, tướng bên thua, lại tự biên tự diễn sẽ rất vô vị, cũng xin lỗi binh sĩ tấn quốc chết trận. Thiệu Bình Ba, nếu đại tư Mã nói như vậy, vậy hạ quan có thể cho rằng đại tư Mã thừa nhận quân tấn đánh không thắng quân Tề hay không? Cao phẩm cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của Thiệu Bình Ba. Thật muốn như vậy, kia còn đánh làm gì, trực tiếp triệt binh nhận thua là được, cần gì chịu khổ, đã hại nước lại làm lỡ tính mạng của các huynh đệ tuy ta tự nhận không bằng hô diên vô hật, nhưng không phải tự ti. Lão đệ, đến, rứt lời đứng dậy, thiệu bình ba không biết có gì, nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn. Hai người đứng ở trước địa đồ, cao phẩm nhấc tay chỉ. Thiên hạ bảy nước ở đây, lão đệ mời xem, thiệu bình ba lặp đi lặp lại kiểm tra địa đồ, cũng không nhìn ra có bất kỳ dị thường gì. Địa đồ bảy nước, hạ quan rất quen, đại tư mã có gì chỉ giáo. Cao phẩm nắm que chỉ huy, gõ gõ phía tây địa đồ. Ba nước phía Tây, lão đệ bình luận sở trường như thế nào? Hay, không cần không dám nói, không cần có cái gì lo lắng, có sao nói vậy? Được, thiệu bình ba chắp tay tuân mệnh, nhấc tay chỉ ba nước phía Tây đánh giá. Về quốc chính là kho lúa thiên hạ, nước dầu, trải qua tần quốc chi biến có thể biết, từ trước đến giờ là lấy kinh ách vũ. Tề quốc, đại thể thảo nguyên, nơi phát ra chiến mã trong thiên hạ, kỵ binh ngang dọc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tấn quốc, vũ khí sắc bén, Dân phong vũ dũng, thiện chiến, nhưng nước nghèo, trước đó khó có thể đánh lâu. Không biết hạ quan bình như vậy, đại tư mã có ý kiến gì không? Gần như vậy đi, Cao Phẩm lại hỏi, mông sơn minh và hô diên vô hận ai càng hơn một bậc? Cái này, thiệu bình ba có chút do dự, châm trước một chút, sau đó từ từ nói. Thế nhân đồn đại, yên sơn minh, tề vô hận, có thể đặt hai người này ngang hàng, nói vậy cũng gần như, mà hai người cũng chưa giao chiến qua, không phải nói ai càng hơn một bậc, cũng không thể nói đại tư mã hỏi thăm như vậy chẳng lẽ có cao kiến khác ánh mắt cao phẩm nhìn yên quốc lại nhìn tề quốc cười ha ha nói yên sơn minh tề vô hận theo ta thấy có thể xếp mông sơn minh ở phía trước cũng không phải bắn tên không đích vẫn có chút đạo lý trước kia đều nói yên quốc anh dương vũ liệt vệ lợi hại que gõ gõ tề quốc tề quốc chính là bãi chăn nuôi thượng thiên ban cho sản xuất nhiều chiến mã nam nhi tề quốc đại thể là ở trên lưng ngựa lớn lên bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung là trời sinh, theo ta thấy này không phải một chút huấn luyện cường hóa liền có thể bù đắp luận kỵ binh chinh chiến, anh dương vũ liệt vệ không hẳn hơn được kiêu kỵ quân của hô diên vô hận. nhưng tuy kỵ binh tề quốc rất thịnh, kiêu kỵ quân đi tới như gió sắc bén mãnh liệt, nhưng cũng có thiếu hụt trời sinh khi sinh ở tề quốc, bởi vì địa thế của tề quốc đại thể bằng phẳng, quân tề không am hiểu tác chiến vùng núi. tấn quốc ta và tề quốc nhiều lần giao phong, cho dù thất bại, nhưng vì sao tề quốc không thể đánh vào tấn quốc ta càn quét? nguyên nhân là như thế trái lại mông sơn minh trận chiến trước diệt triệu trước kia càng mấy lần đánh vào hàn quốc và tống quốc càn quét giết hàn quốc và tống quốc trên dưới lòng người bàng hoàng nếu không phải các nước càn tay sợ là mông sơn minh đã diệt hàn quốc và tống quốc từ lâu từ đó có thể thấy luận chiến lược chiến thuật tinh diệu hồ diên vô hận không bằng mông sơn minh thiệu bình ba nghe xong suy tư dần dần gật đầu nghe đại tư mã nói tự nhiên hiểu ra nhưng cái này có quan hệ gì tới chiến sự trước mắt cao phẩm cười hỏi ngược lại lão để có biết hai chân của mông sơn minh là vì sao phế không nể tình thiệu bình ba hỗ trợ to lớn để đại quân của hắn tác chiến hắn thật muốn giúp thiệu bình ba một tay nếu như hắn nguyện ý bất cứ giá nào hỗ trợ mà nói chưa lừa bịp của những người trong triều kia chắc chắn sẽ bị hắn phá không bởi vì cái khác chỉ vì bây giờ hắn là chủ soái ở trên chiến trường trên tay nắm giữ chiến sự cũng ý nghĩa hắn có quyền lên tiếng rất lớn nhưng như hắn nói hắn là từ một tên lính quèn từng bước bỏ đến vị trí bây giờ trong lúc này trải qua cái gì chỉ có hắn rõ ràng nhất bất cứ giá nào giúp thiệu bình ba chính là đối địch với cả triều hắn không thể làm như vậy cũng không dám làm như vậy hắn biết rõ sau lưng thiệu bình ba là hoàng đế bệ hạ chỉ cần thiệu bình ba không sằng bậy không cho những người kia bắt lấy thóp những người kia cũng chỉ có thể làm đến một bước này không dám quá mức sằng bậy bằng không hoàng đế bệ hạ sẽ giết người thiệu bình ba không sằng bậy những người trong chiều kia cũng sẽ không có lý do sằng bậy. Những người kia tự biết không ngăn được bệ hạ đỡ thiệu bình ba thưởng vị, vì vậy thẳng thắn bức thiệu bình ba tự loạn trận cước, một khi thiệu bình ba nuốt không trôi ngụm ác khí này, làm ra chút sự tình điên rồ gì, những người kia cũng sẽ đạt đến mục đích. Hắn ở ngoài thống binh tác chiến, không hy vọng sau lưng nội loạn, bất kể là thiệu bình ba sằng bậy, hay những đại thần kia sằng bậy, đều có khả năng ảnh hưởng đến đại quân của hắn tác chiến, hắn hy vọng song phương điểm tới là dừng, đừng tiếp tục gia tăng mâu thuẫn. Chờ chiến sự kết thúc, song phương muốn làm như thế nào cũng được, hắn đứng ở trên chiều im miệng không lên tiếng, không đắc tội ai cả, cũng không giúp bên nào. Đột nhiên gặp mặt, cấp bậc của hai người lại cách biệt không nhỏ, gọi một tiếng lão đệ này, không phải không có nguyên nhân, hy vọng có thể khuyên được đối phương. Ánh mắt thiệu bình ba lấp lóe, trước đã nhận ra có chút không đúng, bây giờ đối phương nói úp úp mở mở, càng ngày càng để hắn phát giác dị thường, thử hỏi. Bên kinh thành có phải xảy ra sự tình gì hay không? Đại tư mã có chỗ để điểm, không ngại nói thẳng. Cao phẩm cười ha ha, không nhiều lời cái gì, vất tay ra hiệu, để người đưa tin đi vào.